Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 12. Sư Hồng Văn đã chứng kiến hết một màn vừa nãy ở cửa, nhất thời tâm tình càng thêm khó chịu. Tôi cảm thấy rất bực, các người luôn mở miệng nói muốn ìm sư phụ của tôi, kết quả hiện tại sư phụ tôi đứng ngay trước mặt các người, mà một người chỉ biết nói năng thô lỗ với sư phụ tôi, một người thì làm như không thấy, đây không phải là hành vi mất dạy thì là cái gì? Mang các người là mất dạy là đã nương tay rồi. Sư Hồng Văn là trung y đại sư đức cao vọng trọng, là một lão tiền bối vô cùng lịch thiệp, nhưng hôm nay gặp phải hai người này cũng nhịn không được mà bật ra lời thô tục. Lão già, ông mắng ai là mất dạy? Tê Minh nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, anh ta đã nhịn 3 ngày rồi, hôm nay lại bị lời nói của Dư Hồng Văn kích thích, không nhịn được mà bộc phát, lúc này chú Minh lại lớn tiếng quát, thiếu gia. Hừ! Tê Minh nặng nề thở ra một hơi, nén lửa giận lại trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn phảng phất như muốn ăn thịt người. Hôm nay nếu phát hiện tên thần y kia chỉ là hư danh, ông đây nhất định sẽ phá nát cái y quán này. Chú Minh trừng mắt nhìn Tê Minh một cái, sau đó dùng thái độ thành khẩn nói với Dư Hồng Văn, lão tiên sinh, vừa rồi ngài nói, sư phụ của ngài ở ngay dưới mí mắt chúng tôi, là có ý gì? Quả thật ông ta không nghĩ tới Lục Vân, chủ yếu là bởi vì Lục Vân còn quá trẻ, rất khó tưởng tượng được hắn sẽ là sư phụ của Dư Hồng Văn. Tôi chính là thần y ở Giang Thành mà các người muốn tìm. Lúc này, Lục Vân đột nhiên mở miệng nói chuyện, vẻ mặt trêu chọc nhìn hai người. Mày! Hai người đều sửng sốt, ngay sau đó Tề Minh liền cười nhạo nói, mày đùa cái gì vậy? Lúc thì tự xưng là Vân Thiên Thần Quân, lúc lại tự xưng là thần y Giang Thành, tao thấy mày là tên điên thì có. Tất nhiên anh ta không thể tin mấy lời lừa đảo như vậy. Chú Minh thì nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Dư Hồng Văn một cái, thấy vẻ mặt Dư Hồng Văn không vui, liền biết lời nói vừa rồi của Tê Minh lại chọc vị lão tiên sinh này mất hứng, nói cách khác chính là, Lục Vân thật sự có thể là sư phụ của Dư Hồng Văn thật. Để kiểm chứng, ông ta lại thành khẩn hỏi Dư Hồng Văn, lão tiên sinh, lời hẳn vừa nói là sự thật sao? Hừ! Dư Hồng Văn không vui hừ lạnh một tiếng. Không trả lời, nhưng thái độ này đã là một đáp án vô cùng rõ ràng. Người trẻ tuổi này, lại thật sự chính là vị thần y Giang Thành trong truyền thuyết kia. Trong lòng chú Minh cả kinh, nhưng ông ta rất nhanh cũng chấp nhận. Bởi vì tuổi còn trẻ như vậy, cho nên mới được gọi là thần. Vì thế vội vàng nói, thiếu gia, mau xin lỗi thần y đi. Cái gì, xin lỗi anh ta, chú Minh, đây rõ ràng là một trò lừa bịp. Theo cháu thấy cái tên tự xưng thần y này chỉ khoe khoang mà thôi. Làm sao Tề Minh có thể tin tưởng, tên tình địch chết tiệt này sẽ là một thần y? Trên thế giới này có thần y nào sẽ trẻ tuổi như vậy sao? Thật vớ vẩn. Xin lỗi. Ai ngờ, thái độ của chú Minh cực kỳ cường ngạnh, giống như đang đại diện cho mệnh lệnh của Tề gia lão gia tử, đây là quyền lực Tề gia giao cho ông ta. Vẻ mặt Tề Minh rất khó chịu. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ lại, nếu tên nhãi này tự xưng là thần y, vậy lần này mời hắn qua chữa bệnh, nếu như điều trị không tốt, chẳng phải là có thể thuận lý thành chương sao diệt trừ luôn tên tình địch này rồi sao? Tuyệt vời! Cái này là do hẳn tự mình đưa đầu đến họng súng đó. Tâm tình của Tê Minh đột nhiên chuyển biến tốt, cười nói, thì ra anh chính là thần y Giang Thành, thật sự xin lỗi về những hành động vừa rồi của tôi, xin lỗi, là tôi có mắt không tròng mà, mong anh bỏ cùa. Thái độ thành khẩn, biểu cảm chân thành tha thiết, trông giống thật quá nhỉ. Lục Vân lại liếc anh ta một cái nói, đúng là chó không sửa được thói ăn phân, tôi lười so đo với anh. Tề Minh xém chút nữa lại bộc phát, tên chết tiệt này lại dám mang mình là chó, nếu là bình thường, tuyệt đối anh ta sẽ làm thịt Lục Vân ngay lập tức, nhưng hôm nay có chú Minh đè ép, anh ta chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cục tức này. Chờ đến Tề ra đi. Đến lúc anh chữa không được bệnh của gia gia tôi xem, đến lúc đó coi thử tôi cho anh chết như thế nào. Tề Minh cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Chú Minh nói, thần y, lần này chúng tôi đến Giang Thành là muốn mời ngài đi Kim Lăng một chuyến, trị liệu vết thương ở chân cho lão gia tử nhà chúng tôi, chỉ cần có thể chữa khỏi, tiền chẩn bệnh tùy ngài ra giá. Đây là chỗ tốt của việc có nhiều tiền. Cũng là chỗ Tề Minh tự tin nhất. Nhưng mà người đàn ông tên chú Minh này nói chuyện uyển chuyển hơn Tê Minh nhiều, không có giọng điệu khoe khoang như kiểu tôi có rất nhiều tiền, anh nhanh chóng đi chữa bệnh cho tôi, làm người ta nghe xong liền khó chịu.
Nhưng dù chú Minh có biểu đạt ra ý thỉnh cầu, Lục Vân vẫn lắc đầu như cũ, nói, xin lỗi, Kim Lăng quá xa, tôi lười đi lại, sở dĩ hôm nay gặp các người một lần, chỉ là vì để các người hết hy vọng. Lục Vân cũng không thiếu tiền, hắn chữa bệnh cũng không vì tiền, nếu đã không vì tiền thì ai chịu chạy tới Kim Lăng xa xôi, có bệnh sao không tự mình đến đây khám chứ? Hơn nữa chỉ là vết thương ở chân mà thôi, cũng đâu phải là tê liệt toàn thân, cho dù là tê liệt toàn thân, nếu người bệnh thật lòng muốn chữa bệnh, cứ để người thân của mình đưa tới là được, tại sao phải phái thứ khuyết tật trí tuệ như Tê Minh tới đây, muốn mời người chữa bệnh nhưng không hề có thái độ muốn mời. Người có tiền thường có đủ thói xấu. Nghe Lục Vân nói như vậy, sắc mặt chú Minh khế biến nói, thần y, thiếu gia nhà tôi đã xin lỗi vì hành vi lỗ mãng lúc trước, vì sao ngài không chịu cho một cơ hội, có câu lương y như tử mẫu. Lục Vân phất tay cắt đứt ông ta nói, đừng lại nhải ở đây, cái gì mà lương y như tử mẫu, hoặc là các người nhanh chóng cút đi, hoặc là đưa người bệnh của Tề ra các người đến đây, ngày nào đó tâm tình tôi tốt sẽ chữa trị cho người đó cũng không chừng. Thấy thái độ có lệ này của hắn, trong mắt chú Minh cũng hiện ra một tia lửa giận. Ở trong mắt chú Minh, Lục Vân chính là người thích đạp lên mặt mũi của người khác, ông ta đã nể mặt, nhưng Lục Vân lại còn không biết tốt xấu gì. Thần y, ánh mắt chú Minh hơi lạnh, nhìn chăm chú vào Lục Vân nói, có lẽ ngài không thiếu tiền, nhưng có một thứ, ngài bỏ lỡ, tương lai nhất định sẽ hối hận không kịp. Ồ, là cái gì vậy? Lục Vân tò mò. Ân tình của Tề gia Kim Lăng chúng tôi. Ân tình của Tề gia Kim Lăng. Lúc chú Minh nói những lời này, nội kình cồn cuộn trong cơ thể ông ta bắt đầu khởi động, một khí tức của võ giả như có như không phóng thích ra ngoài. Đây không phải là ông ta đang uy hiếp Lục Vân, mà là đang nói cho Lục Vân biết mình là võ giả, Tề gia Kim Lăng bọn họ là gia tộc tu võ. Ân tình là một phần vô cùng quan trọng trong xã hội, dù xét về mặt pháp luật, hình thậm chí còn xếp trước lý, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Mà ân tình của người trong gia tộc tu võ lại càng thêm chân quý. Tựa như Hùng gia ở tỉnh Giang Nam, cũng bởi có giao tình qua lại với hộ pháp của võ minh, cho nên dù có chứng cứ xác thực Hùng Nhật Huy vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đây cũng là chuyện dính dáng đến ân tình. Chỉ cần có ân tình, rất nhiều chuyện sẽ thành làm chơi ăn thật. Chú Minh tiếp tục nói, thần y, có lẽ lúc này tạm thời ngài không cần dùng đến phần ân tình này của Tề gia chúng tôi, nhưng là ngài cũng khó mà chắc chắn được sau này ngài sẽ không gặp rắc rối gì, đến lúc đó ngài sẽ nhận ra phần ân tình của Tề gia chúng tôi quý giá như thế nào. Lời nói của ông rất hợp lý. Chỉ cần là người bình thường, đều quý trọng phần nhân tình này, vì hệ thống xã hội phức tạp ngoài kia có gắn bó trực tiếp với tình giữa người với người, lý, chỉ có thể để ràng buộc. Nhưng mà, rất đáng tiếc, những lời chú Minh vừa nói đã truyền đến sai đối tượng rồi. Muốn nói về ân tình, xin hỏi tại nội bộ Trung Quốc này, có ai có thể so được với Vân Thiên Thần Quân? Chỉ thấy Lục Vân liếc nhìn chú Minh một cái, cười nhạo. Nói, ân tình của Tề gia các người, trong mắt tôi không là cái thá gì cải. Liếc. Chính cái liếc nhìn này đã làm nội kình vừa bắt đầu khởi động trong cơ thể chú Minh, đột nhiên cứng lại, không thể động đậy. Trái ngược hoàn toàn với nội lực cứng cáp, tâm tình của chú Minh lúc này đã trải đầy sóng to gió lớn, phóng thẳng lên trời, không rút lại được. Vị thần y của Giang Thành này không hề đơn giản. Mạo phạm rồi. Trên trán chú Minh lập tức tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh, chắp tay về phía Lục Vân, sau đó gấp gáp lôi kéo Tê Minh rời khỏi. Chú Minh, chú làm. Câm miệng. Tê Minh không hiểu sao, đang muốn đặt câu hỏi, thì bị chú Minh quát một câu chặn lại, sợ anh ta lại nói lời bậy bạ nào lọt vào tai Lục Vân nữa. Đi thẳng đến một nơi thật xa, xác định Lục Vân không nghe được nữa, chú Minh mới dùng vẻ nghiêm túc nói, thiếu gia, cậu có biết hành vi mấy ngày nay của cậu, suýt chút nữa đã đẩy Tề gia vào vực sâu không thể ngoi dậy được. Chú Minh, vì sao chú nói vậy? Tề Minh vẫn không hiểu. Chú Minh không trả lời, mà lấy điện thoại di động ra gọi đi, gọi cho Tề gia lão gia tử Tề Thương Lan. Lão gia, tôi thấy ngài vẫn nên tự mình đến Giang Thành một chuyến đi. Chuyện gì xảy ra, vị thần y kia có người chống lưng rất mạnh sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không phải. Chú Minh quay đầu nhìn Tề Minh một cái, sau đó mới tiếp tục nói, vị thần y kia, không chỉ là một thần y đơn giản, mà còn là một võ giả, thiếu gia.
không cẩn thận đắc tội hắn. Hừ, đã sớm biết tháng danh con đó thành sự không có bại sự có thừa, lần này lại xung phong nhận việc đi giang. Thành, rõ ràng không làm gì nên chuyện được mài. Giọng nói uy nghiêm trong điện thoại dừng một chút, hỏi tiếp, vị thần y kia, cảnh giới gì? Theo tôi đoán chừng, ít nhất là, hóa cảnh, tiên sư bà nhà nó chứ Tê Minh. Tê Thương Lan mảng to một tiếng sau đó cúp điện thoại, vội vàng sai người chạy tới giang thành. Mà bên này, Tê Minh cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, vốn đang khó chịu khi chú Minh dám báo cáo như vậy, nhưng khi nghe được hai chữ hóa cảnh, anh ta hoàn toàn bị dọa mà choáng váng. Hóa cảnh, tông sư, chân anh ta bị dọa đến mềm nhũ hết rồi này. Giọng Tê Minh run rẩy nói ra, rõ ràng, chú Minh, vừa rồi chú nói với ông nội, người kia là tông sư hóa cảnh. Anh ta vẫn không thể nào không thể tin được, hy vọng có thể có may mắn xuất hiện, thế nhưng là chú Minh lại vô cùng nghiêm túc mà gật nhẹ đầu. Tuy tôi cũng không muốn thừa nhận, nhưng tôi có thể khẳng định, đúng là như vậy. Trong lòng chú Minh cũng khiếp sợ không ít hơn Tê Minh chút nào, nhất là trong khoảnh khắc đối mặt với Lục Vân vừa rồi, trái tim ông ta tựa như bị ai đó bóp chặt lấy. Chỉ có tông sư hóa cảnh mới có lực uy hiếp đáng sợ như vậy. Vừa nghĩ như thế, nỗi khiếp sợ trong lòng càng tăng lên kinh khủng. Lục Vân mới bao nhiêu tuổi chứ? Cùng lắm là hơn 20 thôi. Mới hơn 20 mà đã đạt đến tu vi hóa cảnh, đây là thiên phú đáng sợ cỡ nào chứ? Võ giả thiên tài đạt tới tu vi hóa cảnh sớm nhất hiện giờ là một cô gái, ước chừng 22 tuổi, hiện tại cô ấy đã trở thành minh chủ võ minh khu Hoa Trung. Vốn cho rằng người này đã đủ kinh khủng, ai ngờ hôm nay ông ta còn gặp được người làm mình chấn động hơn. 20 tuổi, tông sư hóa cảnh, tính ra còn trẻ hơn vị nữ thiên tài kia 2 tuổi. Đừng xem thường 2 tuổi này, cái này cho thấy hắn có thiên phú, cũng cho thấy hắn có tiềm lực phát triển, rất có thể thành tựu Lục Vân đạt được trong tương lai sẽ ở một đẳng cấp còn cao hơn so với nữ thiên tài của võ minh kia. Phần sau của mỗi cảnh giới là một vùng trũng rộng, không phải đơn giản là có thể vượt qua một cảnh giới. Cho nên, chuyện chú Minh chấn động như vậy là điều dễ hiểu. Ông ta gọi điện thoại kêu Tê Thương Lan tự mình đến đây một chuyến, cũng là bởi vì ông đã dự tính được, nhân vật này, về sau tuyệt đối sẽ là một tồn tại phá vỡ các kỷ lục của cả võ giới, ông ta không muốn vì chuyện lúc này làm hắn ghi hận. Thật ra đây là chú Minh đang đánh giá thấp độ rộng lượng của Lục Vân, nhưng mà ông ta không dám đánh cược, sai lầm mới nhận thức được. Cho nên, lo lắng chờ đợi một hồi. Cũng không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ. Ầm ầm, trên đỉnh đầu đột nhiên xoành xoạch vang lên tiếng xé gió, một chiếc trực thăng đáp thẳng xuống, một cô gái có dáng người thật đẹp, đẩy một chiếc xe lăn đi ra, mà người ngồi trên xe lăn, đúng là Tê gia lão gia tử Tê Thương Lan. Bốp tương đương, gương mặt ông ta nghiêm túc, tay cầm một gậy trống bằng ngọc, vừa nhìn thấy Tê Minh liền quất ngay một gậy mắng, tên xúc sinh này. Tê Minh vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ông nội, con biết sai rồi. Người mày phải quỳ xuống xin lỗi không phải là tao, A Minh, dẫn hẳn đi Hạnh Lâm đường phạt quỳ. Vâng, cả đoàn người vội vã đi về Hạnh Lâm đường nhà, về phần cái trực thăng kia, căn bản không dám tới gần phạm vi Hạnh Lâm đường, sợ sẽ lần nữa mạo phạm đến vị tông sư hóa cảnh kia. Lục Vân đang giảng giải châm pháp cho Dư Hồng Văn ở Hạnh Lâm đường thì đột nhiên nhìn thấy đám người Tê Minh đi về hướng bên này. Đại khái đã suy đoán ra mục đích bọn họ trở về, cho nên hẳn không có phản ứng gì, ngược lại Dư Hồng Văn lập tức tức giận. Hai con ruồi bọ đáng chết này còn dám trở về, tôi đi ra ngoài mắng chết bọn họ. Dư Hồng Văn thổi dâu trừng mắt, thậm chí nắm lấy một cây chổi, run run rẩy rẩy muốn đi ra ngoài chặn cửa, không cho họ tiến vào. Ông là một ông lão rất thù dai, đặc biệt là những kẻ dám bất kính với sư phụ, Dư Hồng Văn sẽ không chút nể nang mà kéo bọn họ vào sổ đen. Rõ ràng cái tên Tê Minh và người đàn ông trung niên kia đã bị ông kéo vào danh sách đen. Hừ, hai con ruồi làm người ta chán ghét này còn dám kêu người khác đến giúp đỡ, kêu thì thôi, còn gọi một ông lão ngồi xe lăn đến, xem thường ai vậy chứ. Dư Hồng Văn hùng hổ bắt lấy cái chổi đi ra cửa. Còn chưa kịp mắng đã thấy ông lão ngồi xe lăn đập một gậy vào đùi Tê Minh, quát, quỳ xuống. Thình thịch, Tê Minh quỳ xuống. Dư Hồng Văn ngẩn ra. Hả? Xem ra đám người này không phải về gây chuyện, mà là về xin lỗi, nhưng sao lại đột nhiên muốn xin lỗi, không phải trước đó nghĩ mình cao sang lắm sao?
Lúc trước khi giằng co với người đàn ông trung niên, Lục Vân không ra tay, cũng không phát ra động tĩnh nào, chỉ đơn giản là giao tranh bằng một ánh mắt. Đối với cao thủ chân chính mà nói, đôi khi một ánh mắt cũng đã đủ phân ra cao thấp. Cái này gọi là người trong cuộc sáng suốt, kẻ ngoài cuộc u mê. Sư Hồng Văn chính là người đứng xem, ông chỉ nhìn thấy người trung niên gọi là chú Minh kia nói cái gì mà n tình ân tình, sau đó sư phụ đáp lại một câu, ân tình của các người đáng cỡ cái rằm, tiếp theo bọn họ đã đi rồi. Rất kỳ quái. Dựa theo tư duy người bình thường, đám người này trở về là do không cam lòng, muốn tiếp tục gây chuyện, nhưng Dư Hồng Văn lại không ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tê Minh quỳ trên mặt đất. Tê Thương Lan nói, lão tiên sinh, rất xin lỗi, thằng cháu của tôi vô lễ nên trước đó đã mạo phạm ngài và sư phụ ngài, tôi đã răn dạy nó rồi, lần này còn đặc biệt dẫn nó đến nhận lỗi. Tê Thương Lan đã 60 tuổi, nhỏ hơn Dư Hồng Văn đến mười mấy tuổi, câu lão tiên sinh này gọi cũng không sai. Hơn nữa trên đường tới, A Minh đã thuật lại tình huống cơ bản cho. Tê Thương Lan biết, cho nên ông ta biết ông lão trước mắt chính là học sinh của tông sư hóa cảnh kia, tôn kính một chút là điều hiển nhiên. Tức giận trong lòng Dư Hồng Văn không biết nên phát tác thế nào, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng hừ lạnh và nói, xin lỗi tôi vô dụng, phải xin lỗi sư phụ tôi mới đúng. Khi ông nói ra lời này, đúng lúc Lục Vân cũng đi ra Hạnh Lâm đường, thản nhiên nhìn đám người. Tê Thương Lan nhìn thấy Lục Vân thì trong lòng không kiềm được mà giật mình, quả nhiên thực tuổi trẻ. Vừa rồi A Minh đã nói vị tông sư hóa cảnh kia rất trẻ, chỉ chừng 20, Tê Thương Lan cũng đã biết chuyện, nhưng nhìn thấy người thật vẫn không nhịn được kinh ngạc. Nếu không phải biết trước thì ai dám tin thanh niên này chính là một vị tông sư hóa cảnh, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tê Thương Lan biết A Minh không có lý do gì lừa mình, hơn nữa khi Lục Vân ra tới. Vẻ mặt không chút gợn sóng kia rõ ràng là người gặp qua việc đời, Tê Thương Lan càng tin cách nói này. Vì thế ông ta vội vàng nói xin lỗi, hơn nữa tức giận mắng Tê Minh, nếu không được tông sư tha thứ thì cứ quỳ mai ở đó. Quỳ một cái đã hết cả ngày, rất nhiều người bệnh tới Hạnh Lâm đường thấy cảnh này đều đứng xem náo nhiệt, Lục Vân đành nói, đứng lên đi, đừng chắn đường người khác xem bệnh. Còn không mau cảm ơn tông sư, Tê Thương Lan lại quất một gậy lên người Tê Minh. Tê Minh vội vàng nói, cảm ơn tông sư, cảm ơn tông sư. Lục Vân khẽ cau mày mà nói, tôi họ Lục. Tê Thương Lan lập tức hiểu ý, nói xin lỗi thay Tê Minh, Lục thần y khoan hồng độ lượng, không so đo với thằng cháu bất hiếu vô lễ của tôi đại diện cho Tề gia cảm tạ ngài. Lục Vân không tiếp tục để ý nhưng người này, bởi vì người bệnh của Hạnh Lâm đường đã bắt đầu nhiều lên, vì thế hắn giúp đỡ Dư Hồng Văn bốc thuốc, ngẫu nhiên xuất hiện mấy chứng nan giải thì sẽ đích thân ngồi khám. Nhẹ nhàng giải quyết chứng bệnh làm Dư Hồng Văn bối rối. Đám người Tê Thương Lan không rời đi mà yên lặng đứng. Bên ngoài Hạnh Lâm đường quan sát, khi nhìn thấy Lục Vân dẫn một người bệnh liệt nửa mặt vào phòng châm cứu, lúc đi ra thì căn bệnh của người nọ đã chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc Tê Thương Lan cũng ngồi không yên. Lục thần y quả nhiên danh bất hư truyền. Liệt mặt gây ra do thần kinh mặt bị hao tổn, mà căn bệnh trên chân của Tê Thương Lan cũng do thần kinh xảy ra vấn đề. Nếu liệt mặt trị được thì chứng minh chân ông ta cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Tê Thương Lan lại càng buồn bực, nhịn không được quất Tề Minh thêm một gậy, mảng, đều tại thứ bất hiếu này. Nếu không phải Tề Minh làm bậy thì có khả năng chân của Tề Thương Lan sẽ được chữa khỏi. Ông ta buồn bực vì Tề Minh, đồng thời cũng hối hận mình không sớm đến đây, nếu mình đến tìm thầy trị bệnh trước thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chủ yếu là lúc trước nghe nói tỉnh Giang Nam xuất hiện một vị thần y Giang Thành, Tê Thương Lan cũng ôm thái độ bán tín bán nghi, cho nên mới không đích thân đến, chỉ phái người đi thăm dò, dù sao ông ta cũng mắc bệnh chân, đi lại không tiện. Hiện tại ông ta thật sự vừa hối vừa hận. Tê Minh nhìn thấy ông nội xanh mặt thì sợ tới mức không dám nói một câu, gậy quất lên người mà chỉ biết yên lặng chịu đựng, căn bản không dám kêu lên. Dần dần, người đến Hạnh Lâm đường khám cũng đã gần hết. Họ vừa lòng rời đi xong thì rốt cuộc Tê Thương Lan cũng nhịn không được, giãy giụa đứng lên từ xe lăn. Mọi người muốn dìu thì bị Tê Thương Lan đẩy ra, ông ta tự chống gậy, kéo cái chân tàn đi tới trước mặt Lục Vân và nói, Lục thần y, tôi chân thành xin lỗi vì chuyện trước đó lần nữa. Thật sự xin lỗi. Ông ta cúi thấp đầu, Lục Vân không nói gì thì ông ta sẽ không ngẩng đầu lên. Đương nhiên Lục Vân biết ý muốn của Tê Thương Lan. Hắn bình tĩnh liếc nhìn cái chân bị tật của ông ta và nói, ông muốn tôi chỉ chân giúp ông đúng không?
Đương nhiên Tề Thương Lan muốn Lục Vân trị chân cho mình, rất muốn, cho nên khi nghe Lục Vân nói thế thì lập tức lộ ra ánh mắt khát vọng sâu sắc. Lục Vân im lặng tiến lên bóp bóp chân ông ta, nói, nếu để tôi trị cái chân của ông thì căn bản không có vấn đề gì. Thật sao? Tề Thương Lan kích động đến sắp rơi nước mắt. Ông ta biết vị thần y trước mắt không quan tâm tiền bạc, vậy chỉ có thể dùng chân thành thuyết phục hẳn, vì thế Tề Thương Lan ném gậy đi, gian nan quỳ xuống trước mặt Lục Vân, cầu xin Lục thần y ra tay, trị chân giúp tôi. Đã bao nhiêu năm rồi, Tề Thương Lan cho rằng cái chân của mình sẽ tàn phế cả đời, không ngờ hôm nay lại thấy được hy vọng, ông ta có thể không kích động sao? Sư Hồng Văn cười lạnh một tiếng và nói, sớm bảo thằng cháu chết tiệt của ông giữ thái độ cung kính một chút thì đâu dẫn đến tình trạng hôm nay. Lời này lập tức khiến thân thể Tề Thương Lan run lên, lại thầm mảng Tề Minh một trận té tát. Mà đám người ngoài cửa thấy cảnh này lại quá chấn động, bọn họ chưa từng nhìn thấy lão gia quỳ xuống, nhưng hiện giờ không ai dám đi lên dìu, ai đỡ thì người đó bị mắng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Lục Vân tha thứ cho bọn họ. Lục Vân trầm mặc một lát rồi nói, nể tình thái độ của ông thành khẩn, tôi có thể đảm bảo là cái chân của ông có thể lành. Cảm. Tề Thương Lan vô cùng kích động, đang chuẩn bị nói cảm ơn, lại thấy Lục Vân phất tay cắt ngang lời ông ta rồi nói tiếp, đừng vội cảm ơn, tôi chỉ là nói có thể trị khỏi chân của ông, nhưng người trị cho ông không phải tôi, mà là chị hai tôi. Chị hai của ngài, Tề Thương Lan cảm thấy khó hiểu. Lục Vân gật gật đầu nói, không sai, y thuật của chị hai tôi cũng không kém. Chị ấy đã học được không ít châm pháp từ tôi, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn, ông hiểu ý tôi chứ? Đây là ý tưởng của Lục Vân, bệnh ở chân của Tề Thương Lan là biến chứng thần kinh rất điển hình, nếu Lục Vân trị thì có thể chữa khỏi dễ như trở bàn tay, nhưng Lục Vân sẽ không làm như vậy, mà chuẩn bị để chị hai Lâm Thanh Đàn trị liệu cho ông ta. Nói cách khác, hắn chuẩn bị giao Tề Thương Lan cho chị hai luyện tập, giống như những y tá dày dặn kinh nghiệm sẽ không ghim kim vô nước biển ở bệnh viện, mà để thực tập sinh đi luyện tập. Sao Tề Thương Lan lại không rõ suy nghĩ của Lục Vân, đây là muốn coi ông ta như vật thí nghiệm, quá trình trị liệu nhất định sẽ có chút khúc chiết. Ông ta cẩn thận nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lục Vân, biết Lục Vân không phải đang nói giỡn, ông ta chỉ có hai con đường, một là không trị, hai là dùng ông ta để luyện tập. Hơn nữa Lục Vân không chút che giấu mà nói ra trước mặt ông ta đã thể hiện thái độ cứng rắn của mình, tôi chỉ cho ông hai lựa chọn. Chị hay không thì tự ông quyết định. Ai, coi như thay thằng bất hiếu kia đền tội đi. Tề Thương Lan yên lặng thở dài trong lòng, biết nếu không phải Tề Minh gây ra những chuyện đó thì Lục Vân sẽ không đối xử với mình như vậy, vì thế suy tư một lát rồi nói tôi băng lòng. Lục Vân gật gật đầu, lập tức gọi Lâm Thanh Đàn tới và nói, chị hai, mấy ngày hôm trước không phải em mới dạy cho chị một bộ châm pháp ở chân mới sao, trùng hợp nơi này có một người bệnh để chị luyện tập. Lâm Thanh Đàn hơi do dự mà NI không tốt lắm đâu, chị còn chưa dành bộ châm pháp kia, chị cảm thấy nên luyện tập trên mô hình trước một thời gian. Không có gì, ông lão này thích bị người ta đâm. Nghe Lục Vân nói thế, cơ bắp khóe mắt Tề Thương Lan đột nhiên giật giật. Vì thế Tề Thương Lan được giữ lại, đành ngoan ngoãn làm người mẫu luyện châm cho Lâm Thanh Đàn, mà đám người Tề Minh thì ở tạm lại khách sạn gần đó, ngày nào cũng đi cùng Tề Thương Lan đến châm cứu. Hiện tại Tề Minh cũng an phận, không dám tiếp tục đi quấy rầy Vương Băng Ngưng. Đương nhiên trước tình hình này, anh ta không an phận cũng không được, bằng không chờ chân Tề Thương Lan lành thì anh ta lại què, vậy thì rất khôi hài. Ngày hôm đó, Tề Thương Lan lại đi vào Hạnh Lâm Đường, đúng lúc gặp được vợ chồng Diệp Hướng Vinh đi ra, nhìn thấy Khương Lam, ông ta lập tức ngẩn người mà nói, cháu là Khương Lam. Ông ta đã không nhớ rõ, suy nghĩ thật lâu mới kêu ra tên của Khương Lam. Khương Lam nghe thấy một ông lão ngồi xe lăn gọi tên mình thì lộ ra vài phần nghỉ hoặc, nhìn Tề Thương Lan và hỏi ông là. Quen mặt, nhưng bà cũng không nhớ ra, dù sao bà cũng đã rời khỏi Kim Lăng hơn 20 năm. Tề Thương Lan cười khổ một tiếng, nhắc nhở Tề gia Kim Lăng. Nói đến Tề gia Kim Lăng, Khương Lam lập tức nhớ lại cái gì, mắt sáng lên và nói, bác là bác Tề. Tề Thương Lan gật gật đầu. Thì ra thật là bác sao? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy chúng ta còn có thể gặp lại ở thành phố nhỏ bé như Giang Nam này. Trước kia Khương gia và Tề gia Kim Lăng có quan hệ làm ăn, Tề Thương Lan cũng đi đến Khương gia rất nhiều lần và từng gặp Khương Lam, cho nên hai người xem như quen biết đã lâu. Tề Thương Lan cảm khái nói, lần trước gặp cháu còn là con bé hơn 20 tuổi,
không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy. Khương Lam cũng tâm tình phức tạp mà gật đầu nói, đúng vậy, nhoáng lên đã qua nhiều năm như vậy. Cha cháu, ông ấy còn khỏe không? Sức khỏe cha cháu còn tốt lắm, bác từng không ít lần nghe ông ta nhắc đến cháu, chắc là hối hận năm đó đuổi cháu ra khỏi Khương gia. Tê Thương Lan thở dài và nói. Năm đó Khương gia muốn liên hôn, Khương Lam không đồng ý, vì thế Khương Chính Hồng buông lời tức giận bảo rằng không chịu liên hôn thì cút khỏi Khương gia. Ông ta vốn muốn mượn cách đó để ép Khương Lam, ai biết Khương Lam rất ngoan cố, thật sự giận dỗi rời khỏi Khương gia, từ đó về sau không còn liên hệ nữa. Ai, cháu cũng không phải không biết cha cháu thế nào, sĩ diện lắm. Hai người tâm sự một hồi, trò chuyện tới tình hình gần đây của Khương gia thì vẻ mặt Tê Thương Lan đột nhiên hơi mất tự nhiên. Khương Lam như ý thức được cái gì, vội vàng gặn hỏi, bác Tê, có phải Khương gia xảy ra chuyện gì hay không? Thời gian có thể hòa tan rất nhiều thứ, đã nhiều năm trôi qua, thật ra Khương Lam đã không còn hận cha mình nữa, nhưng tính cả hai đều ngoan cố, ai cũng chờ đối phương tới xin lỗi. Hôm nay nghe Tề Thương Lan nói vậy thì trong lòng Khương Lam thực hụt hẫng. Mãi đến lúc sau nhìn thấy vẻ mặt Tề Thương Lan không thích hợp, Khương Lam theo bản năng cảm thấy Khương gia đã gặp phiền toái gì, vì thế lập tức gặn hỏi. Vốn dĩ Tề Thương Lan không muốn nói, nhưng Khương Lam cứ mãi hỏi. Ông ta đành thở dài và đáp, gần đây Khương gia thật sự không tốt lắm. Ông ta chậm rãi kể lại. Sở dĩ Khương gia có thể đứng vững gót chân ở Kim Lăng là vì ông nội của Khương Lam Khương Thiên Viễn là một tông sư hóa cảnh, dựa vào sức của bản thân đã nâng đỡ Khương gia tới hàng ngũ thế gia đứng đầu Kim Lăng, chỉ là gần đây có một đối thủ một mất một còn của Khương Thiên Viễn về tới Kim Lăng, người đó họ Hầu. Rất nhiều năm trước Hầu gia đã có xích mích với Khương gia, lúc trước bị Khương Thiên Viễn đuổi ra khỏi Kim Lăng. Sau đó ẩn mình rồi bồi dưỡng ra một tông sư hóa cảnh chưa đến 40 tuổi. Tông sư hóa cảnh này tên là Hầu Dũng, mấy năm gần đây đã mạnh mẽ bước lên vị trí thứ 38 bảng tông sư của Long Quốc, bởi vì chỉ có 8 ngón tay nên được gọi là bát chỉ tông sư. Mà Khương Thiên Viễn chỉ xếp thứ 80 mấy trên bảng tông sư, tuy rằng thứ tự có khả năng dao động, nhưng chắc chắn có chênh lệch không nhỏ so với Hầu Dũng. Chính yếu chính là Hầu Dũng trẻ tuổi, tiềm lực tương lai nhất định lớn hơn. Nói tới đây, Tề Thương Lan đột nhiên mang đầy thâm ý mà nhìn thoáng qua Lục Vân, ông ta có thể chắc chắn Lục Vân không có trên bảng tông sư, nếu không nhất định sẽ làm tu võ giới chấn động. Dù sao cũng không thống kê hết, để sót cũng rất bình thường. Trở lại chuyện chính, lần này Hầu gia trở về Kim Lăng là muốn tính sổ với Khương gia, trải qua mấy lần tới cửa khiêu khích, Khương Thiên Viễn bất đắc dĩ đành đồng ý đấu với Hầu Dũng, thời gian diễn ra là vào ngày 10 tháng sau. Hơn nữa còn lập ra cá cược rằng bên thua phải rút khỏi Kim Lăng, cũng giống như năm đó Hầu gia bị thua nên rời khỏi Kim Lăng. Đa số mọi người càng xem trọng Hầu gia trong trận chiến này, cho nên gần đây những gia tộc có làm ăn qua lại với Tề gia đều yên lặng rất nhiều, thậm chí đã bả đầu tiếp cận làm quen với Hầu gia. Tề Thương Lan hổ thẹn nói, thật ra gần đây Tề gia cũng đang đứng nhìn. Khương Lam nghe xong thì tâm tình không thể bình tĩnh nổi. Không nghĩ tới Khương gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng bà không trách Tề Thương Lan, bởi vì chuyện này rất thường thấy trong các gia tộc tu võ giả. Hơn nữa cách thức ước chiến lập đánh cược này đã xem như rất ôn hòa, nếu không phải có võ minh đè nặng bên trên thì trách đã bùng nổ sự kiện đổ máu luôn rồi. Khi hai người nói chuyện, Lục Vân cũng đứng bên cạnh lắng nghe, nhưng tâm tình hẳn không nổi lên chút gợn sóng nào, cứ như đang nghe một câu chuyện không liên quan gì đến mình, à. Hình như vốn dĩ không liên quan đến hẳn. Đám người võ minh kia thật quá nhàm chán, còn tạo nên một cái bảng tông sư, thật là ăn no không có gì làm. Lục Vân lắc lắc đầu, thầm nói trong lòng. Tiểu Lục Vân, đang nghe kể chuyện hăng say thì Liễu, Yên Nhi bỗng đi vào Hạnh Lâm đường, tìm được Lục Vân và nói, đi đến quán ba một chuyến với chị. Sao vậy chị Yên Nhi, không phải chị đã làm trưởng quầy phủi tay sao, sao còn muốn đi quán ba? Chẳng lẽ là đi mua say? Hay là chị cũng bị tổn thương tình cảm như chị Tư? Sau khi chị ba trở thành tu luyện giả thì không quản lý quán ba nữa, trực tiếp ném cho người phía dưới lo, vậy còn chưa tính, ngay cả cái nghề sát thủ có tiền đồ kia cũng không thấy cô nhắc tới. Lục Vân suy đoán bộ đồ đi đêm cô giấu trong phòng đã bị cô thiêu hủy. Nhìn hành vi của Liễu Yên Nhi, Lục Vân tổng kết ra 5 chữ, không làm việc đàng hoàng. Tổn thương tình cảm cái đầu em. Liễu Yên Nhi búng chán Lục Vân một cái, kéo hắn rời khỏi Hạnh Lâm đường, cũng không chào hỏi Lâm Thanh Đàn lấy một tiếng.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy chị ba? Lục Vân thấy bước chân vội vàng của cô thì hơi căng thẳng, dự cảm được có thể thật sự có chuyện gấp gì, vì thế nhịn không được hỏi một câu. Liễu Hiên Nhi nói, tiểu Lục Vân, dù sao thân phận sát thủ của chị đã bị em biết, cho nên không giấu em nữa, lần này chị muốn đi gặp một người, là tuyến trên của chị trong ám ảnh các, danh hiệu Ưng Mục. Dù sao ám ảnh các cũng là tổ chức không thể phơi bày ra ánh sáng, luôn áp dụng hình thức tiểu đoàn đội 1/3 dưới, hơn nữa ai cũng có danh hiệu tương ứng để tránh bị diệt sạch. Danh hiệu của Liễu Yên Nhi là Dạ Sắc Phi, ba người còn lại trong đội của cô lần lượt là Ưng Mục và Hắc Bạch Vô Thường, cũng chính là hai người lần trước bị Lục Vân xử lý. Ưng Mục là tuyến trên, là người duy nhất biết thân phận thật của ba người. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì lần này ỉm Liễu Hiên Nhi là liên quan đến cái chết của Hắc Bạch Vô Thường. Liễu Hiên Nhi dẫn Lục Vân theo là để phòng hờ bất chắc. Lục Vân nói, chị Yên Nhi, nói như vậy thì chẳng phải chỉ cần xử lý Ưng Mục kia thì không còn ai thân phận sát thủ của chị. Liễu Hiên Nhi gật gật đầu, đúng là như thế, tuy rằng Ưng Mục cũng có tuyến trên, nhưng chắc tuyến trên của anh ta cũng không biết thân phận của chị. Hình thức quản lý đoàn đội này thật sự quá cẩn thận. Cho dù một tuyến phía dưới bị tiêu diệt cũng không ảnh hưởng đến bên trên hoặc những người khác cùng đoàn thể, trừ phi là giết dần từ tầng trên xuống bên dưới, nhưng đây tuyệt đối là công trình lớn, đủ thời gian để ám ảnh các tiến hành phản ứng và điều chỉnh. Lục Vân vỗ vỗ trán và nói, hiện tại em mới nhớ lại, hình như chị với chị Bảy là đối lập, nhiều năm như vậy lại bình yên không có việc gì sao. Chuyện em Bảy là minh chủ võ minh khu Hoa Trung thì chị chỉ mới biết vào lần trước thôi. Hơn nữa công tác bảo mật thân phận của chị luôn rất tốt. Liễu Hiên Nhi nói xong thì trừng Lục Vân một cái, còn không phải phải trách em đến một cái là khuấy tung mọi chuyện lên. Hi hi, chị nói vậy làm em quá có cảm giác thành tựu. Đúng rồi chị Yên Nhi, lúc trước vì sao chị lại gia nhập ám ảnh các, sao hiện tại lại muốn rời khỏi. Nhìn dáng vẻ của chị ba thì tuyệt đối không phải muốn đi uống trà với Ưng Mục, rõ ràng là muốn xử lý đối phương. Bởi vì chỉ khi Ưng Mục chết thì cô mới có thể thật sự thoát ly tổ chức sát thủ này. Liễu Hiên Nhi nói, chuyện này thì sau này bàn tiếp, chờ bà đây làm xong chuyện quan trọng trước đã. Ban ngày quán ba có rất ít người. Liễu Hiên Nhi bảo Lục Vân chờ ở cửa phòng khách quý, mình thì đấy cửa tiến vào, chỉ thấy bên trong đã có một bóng người đang ngồi, cả người trùm kín mít. Hân ta nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, trên mặt cũng đeo một cái mặt nạ đặc chế. Đó là tuyến trên của Liễu Yên Nhị, sát thủ Ưng Mục. Dạ Sách Phi, chắc tôi không cần nói nhiều về mục đích tôi đến tìm cô đúng không? Giọng nói của Ưng Mục đã qua xử lý đặc thù, vị trí cổ áo. Có dắt một cái máy thay đổi giọng, nhìn thấy Liễu Yên Nhi vào cửa thì đi thẳng vào chủ đề, đôi mắt sắc bén ấy như muốn đâm thủng cả người Liễu Yên Nhi. Vẻ mặt Liễu Yên Nhi không chút thay đổi, lạnh lùng nói, tôi không biết anh đang nói gì. Hắc Bạch Vô Thường là do cô giết Ưng Mục nói rất chắc nịch. Lời này của hắn ta không giống chất vấn, mà càng như. Một kết luận, đây là kết quả hắn ta căn cứ vào manh mối đã biết đế phỏng đoán ra, cũng là kết quả có khả năng nhất. Liễu Hiên Nhi thoáng trầm mặc. Lúc trước Hắc Bạch Vô Thường lẻn vào biệt thự Lục Nhân, Hắc Vô Thường đột nhiên biến mất, mà Bạch Vô Thường lại bị một tia chớp đánh trúng khi giao thủ với Liễu Hiên Nhi rồi chết mất xác, lúc ấy Liễu Hiên Nhi còn cảm thấy kỳ quái. Mãi đến sau này biết được thân phận tu luyện giả của Lục Vân mới hiếu ra. Hai người kia nhất định đều bị tiểu Lục Vân giết chết. Vậy thì cũng chả khác gì cô giết cả, cho nên Liễu Hiên Nhi không phủ nhận mà nói, Hắc Bạch Vô Thường đáng chết, bọn chúng dám xuống tay với thân nhân của tôi. Dạ Sắc Phi, đôi mắt Ưng Mục sắc bén như đèn tụ quang, đột nhiên châm chọc, từ thời khắc cô quyết định tiến vào ám ảnh các thì đã không có thân nhân. Liễu Hiên Nhi lắc lắc đầu, không trả lời. Ưng Mục lại nói thêm, tôi biết thực lực của ba người, cô tuyệt đối không phải đối thủ của ai trong Hắc Bạch Vô Thường, cho nên cô còn có giúp đỡ, tôi nói có đúng không? Liễu Hiên Nhi tiếp tục trầm mặc. Ưng Mục cười lạnh một tiếng, có vẻ cô đã không còn muốn tiếp tục ở lại tổ chức. Hắn ta lại xem thấu suy nghĩ của Liễu Hiên Nhi, một luồng sát ý rét lạnh đột nhiên bùng nổ, chuẩn bị hoàn toàn giải quyết phản đồ này của tổ chức. Liễu Hiên Nhi căn răng. Từ thời khách cô quyết định muốn tới gặp Ưng Mục thì đã biết hai bên nhất định sẽ bùng nổ một trận ác chiến, cho nên cô chỉ hơi tạm dừng, sau đó bỗng nhiên vứt ra một cái gai nhọn, bản thẳng vào tim Ưng Mục. Keng, ánh lửa sáng lên. Hiển nhiên Ưng Mục có kinh nghiệm lão luyện hơn Liễu Hiên Nhi rất nhiều, trong tay hắn ta cũng xuất hiện một lưỡi dao sắc bén,
nhẹ nhàng hất văng gai nhọn ra, sau đó nhảy dựng lên giống như báo săn vồ mồi, bộc phát ra tốc độ kinh người. Dạ Sắc Phi, cô quá ngu xuẩn, phản bội Tố Chức thật sự không phải hành vi sáng suốt. Trong nháy mắt Ưng Mục đã đến trước người Liễu Yên Nhĩ, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, mà tia sắc lạnh trong tay hắn ta như gió mạnh đâm thẳng vào cái cổ tuyết trắng của cô. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Liễu Yên Nhi cũng không dám chậm trễ, người trước mắt là tuyến trên của cô, thực lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường không biết bao nhiêu lần, cho. Nên cô lập tức dùng hết sức mà phản kích. Trong nháy mắt chân khí dâng trào. Phanh phanh phanh. Liễu Yên Nhi vừa trở thành tu luyện giả không lâu, chỉ đến luyện khí cấp 1, miễn cưỡng có thể cản được vài chiêu của Ưng Mục. Mà sau một lúc giao phong, Ưng Mục đã nhận ra dị thường của Liễu Yên Nhi. Thực lực của cô tăng trưởng quá nhanh, trước kia hắn ta cảm thấy Liễu Yên Nhĩ không có khả năng là đối thủ của Hắc Bạch Vô Thường, nhưng trận giao đấu hôm nay làm hắn ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Thực lực của Liễu Yên Nhĩ tuyệt đối nằm trên Hắc Bạch Vô Thường. Đây rốt cuộc sao là chuyện gì? Ưng Mục nhanh chóng chú ý tới trên bàn tay Liễu Yên Nhĩ có một dòng khí màu xanh nhạt đang chuyển động, vừa rồi Liễu Yên Nhĩ dựa vào dòng khí này để đón lấy công kích của hắn ta băng tay trần. Hơn nữa còn đẩy ngược lại một sức mạnh không tầm thường, làm lòng bàn tay hắn ta cũng hơi tê đại. Cô trở thành tu luyện giả từ khi nào? Đồng tử của Ưng Mục hơi co rụt lại, đã nhìn ra Liễu Yên Nhĩ là một tu luyện giả, sau đó thì cười lạnh, vậy càng không. Thế đế cô sống, hôm nay nhất định phải diệt trừ phản đồ của tổ chức. Một khi tu luyện giả trưởng thành thì sẽ hết sức đáng sợ. Cho nên Ưng Mục phải nhân lúc cảnh giới của Liễu Yên Nhĩ còn chưa cao thì phải giải quyết cô. Cũng may phát hiện sớm, nếu trễ thêm một chút chỉ sợ không còn cách nào đối phó cô. Trong nháy mắt, Ưng Mục khai hóa toàn bộ hỏa lực, sát ý rét lạnh như muốn đóng bằng không khí cả căn phòng. Sách mặt Liễu Yên Nhi hơi trắng bệch, đôi mắt xoay tròn, đột nhiên cầm lấy một ly trà trên bàn rồi ném về hướng Ưng Mục. Ưng Mục dễ dàng né tránh, làm ly trà kia nện lên ván cửa, lại không biết đây chính là mục đích của Liễu Yên Nhi. Răng rác. Khi Liễu Yên Nhi tiến vào căn bản không khóa trái cửa, cho nên khi cái ly tạp ném trúng cửa thì giây tiếp theo đã thấy một thanh niên đẩy cửa bước vào. Vào cửa. Đóng cửa. Lục Vân chưa nói cái gì, lập tức đi đến ngồi xuống sofa, như không nhìn thấy hai người. Mày chính là kẻ giúp đỡ Dạ Sắc Phi. Ánh mắt Ưng Mục đanh lại, rất cảnh giác mà nhìn thanh niên đột nhiên đi vào, rồi lại không nói lời nào này. Lúc này Lục Vân mới mở miệng nói. Các người cứ đánh đi, không cần quan tâm đến tôi. Bản năng nghề nghiệp mách bảo Ưng Mục rằng rất khả năng thanh niên trước mắt cũng là một tu luyện giả, là hẳn giúp Liễu Yên Nhi nhập môn. Vậy thì không hay rồi. Dạ Sắc Phi, cô phản bội tổ chức, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ưng Mục quát lạnh một tiếng, làm bộ muốn phát động công kích lần nữa, chính sau khi vọt lên trước hai bước thì đột nhiên xoay người, thầm mắng trong lòng, hai tu luyện giả còn đánh con mẹ gì nữa. Hân ta muốn tông cửa xông ra. Nhưng trong nháy mắt đó, phần lưng của Ưng Mục lại đột nhiên trúng một đòn nghiêm trọng, ầm một tiếng, sức mạnh khủng bố lập tức làm vỡ nát nội tạng của Ưng Mục dễ như trở. Bàn tay, sau đó đánh hắn ta đập mạnh lên ván cửa, không có. Hô hấp nữa. Lục Vân lắc lắc đầu và nói, vốn muốn anh và chị Yên Nhi luyện tập một chút, ai ngờ chẳng ra hồn gì. Liễu Yên Nhi thì tiến lên tháo mặt nạ của Ưng Mục xuống, đôi mắt hơi đanh lại. Không ngờ lại là anh ta. Chị Yên Nhi, chị biết người này sao? Thấy Liễu Yên Nhi dường như có chút kinh ngạc, Lục Vân tò mò hỏi. Liễu Yên Nhi gật đầu và nói, đúng vậy, trước kia bọn chị từng là đối tác kinh doanh, chị đã từng uống rượu với anh ấy. Anh ấy là một người hay cười, tính cách cũng rất nhiệt tình, cho nên thời điểm chị tháo mặt nạ của anh ấy xuống, vô cùng kinh ngạc, bởi vì chị thật sự không biết cách nào để kết nối lại mối quan hệ giữa hai người. Lục Vân nói, chị Yên Nhi, không phải chị cũng vậy sao? Tôi đoán những người khác thậm chí sẽ không nghĩ đến điều đó, nữ hoàng hoa tường vi quyến rũ động lòng người, thực sự là sát thủ mặt lạnh hoa tường vi. Đây mới là điều đáng sợ của ám ảnh các, mọi người xung quanh vĩnh viễn cũng không biết, liệu một người trên mặt tràn ngập nụ cười, tích cực, có phải là một vị sát thú giấu mặt hay không, giống như mỗi người đều có mặt tốt khác nhau, có đôi khi bên ngoài càng là ánh mặt trời. Khả năng nội tâm là bầu trời đêm lại càng lớn. Sự tồn tại của ám ảnh các là để mở rộng tối đa mặt tối của những người này, họ cho rằng việc đeo mặt nạ có thể giúp họ không kiêng nể gì cả. Đây là một chuyện rất khủng khiếp,
Liễu Hiên Nhi vén mái tóc xóa ở thái dương lên, cười nói. Sau này sẽ không như vậy nữa, Liễu Hiên Nhi sẽ là Liễu Hiên Nhi, không còn là một Dạ Tường Vi. Lục Vân gật đầu, sau đó tò mò hỏi, chị Hiên Nhi, hiện tại có thể nói cho em biết, vì sao chị lại gia nhập tổ chức sát thủ này không? Liễu Hiên Nhi suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực, có chút liên quan đến thân thế của chị. Thân thế? Lục Vân khó hiểu. Trong suốt những năm qua chị vẫn luôn điều tra thân thế của chính mình, nhưng không tìm thấy gì cả, ký ức duy nhất là về ám ảnh các. Lúc mắt ưng xuất hiện trước mặt chị, muốn chị gia nhập một ổ chức của họ, chị liền cảm nhận được hình như mình đã từng nghe thấy cái tên ám ảnh các này ở đâu đó, chị cho. Rằng tham gia ám ảnh các sẽ giúp chị điều tra được thân thế của mình. Nhưng khi chị thực sự bước vào ám ảnh các, chị mới biết rằng việc điều tra quá khó, bởi vì mọi người trong đó đều sử dụng biệt danh, nếu chị muốn tiếp tục điều tra, khó như lên trời. Ý nghĩa của việc chị ở lại ám ảnh các cũng không lớn, nhưng tổ chức sát thủ này dễ vào khó ra, rất nhiều lần chị nói với mắt ưng rằng chị muốn từ bỏ, nhưng tên khốn này lại đe dọa chị, nói rằng chỉ cần chị từ bỏ, sẽ vạch trần thân phận của chị. Chị muốn giết tên khốn này từ lâu rồi. Liễu Hiên Nhi dậm chân thực mạnh xuống đất, chút hận. Lục Vân nghe xong lời này, trầm mặc chốc lát, sau đó cười an ủi cô, dù sao hiện tại chị cũng được tự do rồi. Đúng vậy, chỉ cần có em và các chị em ở bên cạnh là đủ rồi, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Vâng, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, dù sao chúng ta đã thề khi còn nhỏ. Lục Vân cười khúc khích, nhưng rất nhanh đã ngậm miệng lại, Liễu Hiên Nhi lại tỉnh nghịch nhìn Hân một cái. Nói tiếp đi, không phải em muốn nói rằng em muốn lấy chị gái của mình làm vợ hay sao? Em làm sao có thế? Không. Liễu Hiên Nhi đột nhiên tới gần Lục Vân, vươn ngón tay trắng như ngọc ra nâng cắm của hắn lên, sau đó chớp đôi mắt hồ ly dài hẹp một cái, hỏi, nếu, trong 7 chị em chúng A, em chỉ có thể chọn một, em sẽ chọn ai? Chọn. Nói đùa gì vậy, chỉ có trẻ con mới lựa chọn. Lục Vân trái lòng nói, đương nhiên là chị. Chị hỏi vấn đề này, đương nhiên em sẽ trả lời là chị, nếu em trả lời là chị khác, chẳng phải sẽ bị chị đánh chết em luôn sao? Dối trá, rõ ràng chúng ta có nhiều cơ hội như vậy. E hèm, chị Yên Nhi, chúng ta hãy xử lý cái xác trước đất. Sau khi trở về từ quán ba dạ sắc, Lục Vân bí mật đi đến sân sau một mình. Hắn do dự một hồi lâu cuối cùng, hẳn bấm một số điện thoại đặc biệt. Ra lệnh, giúp tôi kiểm tra thân thế của một người. Lão đạo sĩ từng khuyên Lục Vân giáng, vấn đề thân thế này cứ thuận theo tự nhiên là được, nhưng Lục Vân không thể chịu đựng được nữa, hẳn muốn giúp Liễu Yên Nhi một tay, vì vậy hẳn đã thông báo cho ám bộ. Chờ đợi một hồi. Chú nhân, thuộc hạ vô năng, chúng thuộc hạ không thể điều tra ra thân thế của cô Liễu. Chúng tôi đã huy động tất cả các mạng lưới thông tin. Nhưng chỉ tìm được thông tin về cô Liễu sau khi cô ấy vào cô nhỉ viện Ánh Dương. Không trách cậu, giúp tôi điều tra một chút thân thế của 6 người khác. Lục Vân đã đưa thông tin của 6 chị em còn lại cho ám bộ, nhưng kết quả vẫn là trống rỗng, thông tin trước khi vào trại trẻ mồ côi đều trống rỗng. Ngay cả Diệp Khuynh Thành, dù cô có cô gặp được Diệp gia, thì thông tin về thời thơ ấu của cô cũng trống rỗng. Lục Vân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lo lắng nói, còn tôi thì sao? Thuộc hạ bất tài. Nghe được những lời này, tâm tình Lục Vân trở nên cực kỳ phức tạp. Mạng lưới thông tin ám bộ của hắn rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ, ngay cả ám bộ cũng không thể tìm ra lai lịch của hắn và 7 người chị gái, giống như họ đã bị ai đó cố tình che giấu, điều này rất kỳ lạ. Thật là một ván cờ lớn. Lục Vân có thể chắc chắn rằng phải có một, thậm chí là một vài bàn tay lớn đang thao túng tất cả những điều này. Bởi vì hẳn đã yêu cầu ám bộ kiểm tra lai lịch của Vương Cương và Triệu Lỗi, kết quả thân thế của bọn họ rất trong sạch. Duy nhất chỉ có Lục Vân và 7 chị gái của hẳn. Đáp án có thể sẽ khiến người ta sởn cá gai ốc. Lão đạo sĩ nhất định biết điều gì đó, nên mới dặn mình cứ để thuận theo tự nhiên, xem ra nhất định phải dành chút thời gian quay lại đạo quán hỏi lão đạo sĩ xem chuyện này rốt cuộc là sao. Lục Vân lắc đầu. Đêm đã tối dần. Lục Vân đang nằm ngủ trong phòng, chợt nghe có tiếng. Cọt kẹt, cửa vừa bị mở ra liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp rón rén lên vào. Tiểu Lục Vân. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, Lục Vân liếc mắt liền có thể biết đó là chị Tư Vương Băng Ngưng. Vương Băng Ngưng không bật đèn trong phòng lên mà duỗi hai tay ra sờ soạng,
sau đó mò mẫm bò vào ổ trán Lục Vân. Vương Băng Ngưng mặc một chiếc váy ngủ hơi mỏng, trực tiếp chui vào ổ chăn của Lục Vân làm hẳn giật mình. Lục Vân nhỏ giọng hỏi, chị Tư, chị có chuyện gì à? Khò khò. Môi Vương Băng Ngưng hơi hé thở vù vù, đôi mắt đóng chặt giường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Hay lắm. Mộng Du. Tiểu Lục Vân. Vương Băng Ngưng lại làm nhảm gọi tên Lục Vân, điều này khiến Lục Vân càng tò mò, chị Tư mơ thấy gì vậy? Hình như là chị ấy mơ thấy hắn. Lục Vân tò mò chờ một hồi, muốn nghe Vương Băng Ngưng nói mớ cái gì, nhưng chờ mãi không nghe được tiếng. Nói mớ, ngược lại chỉ thấy Vương Băng Ngưng càng chui sâu vào bên chăn, trực tiếp quấn lấy tay chân hẳn. Hương thơm ngào ngạt. Và bởi vì Vương Băng Ngưng chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, nên Lục Vân có thể cảm nhận rõ ràng kích thước và hình dạng, thậm chí. Bên dưới cô ấy càng không mặc gì cả. Lục Vân sắp khóc tới nơi rồi, nhìn thấy chị Tư đang ngủ say, trong lòng càng lúc càng khó chịu, thân thể cứng ngắc không dám nhúc nhích. Vân Thiên Thần Quân, chấm chấm, lúc này, Vương Băng Ngưng lại lầm bẩm gọi. Vân Thiên Thần Quân. Trên mặt Lục Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ trong mộng của chị Tư đã phát hiện thân phận Vân Thiên Thần Quân của mình rồi sao? Sự thật đúng như Lục Vân đoán. Lúc này, trong giấc mơ của Vương Băng Ngưng, cô đang leo lên một đỉnh núi, khi mặt trời vừa mọc ở đáng đông, một bóng người mảnh khảnh quay lưng về phía cô. Đó chính là Vân Thiên Thần Quân. Vân Thiên Thần Quân trong tưởng tượng của Vương Băng Ngưng. Cô ấy kích động chạy tới, muốn nói vài câu với Vân Thiên Thần Quân, nhưng Vân Thiên Thần Quân không hề quay đầu lại, cho nên cô lại tiếp tục đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa cô và Vân Thiên Thần Quân mãi không rút ngắn chút nào. Cuối cùng Vương Băng Ngưng đã thấm mệt và không thể theo kịp nữa, vào lúc cô vô cùng chán nản, Vân Thiên Thần Quân rốt cục cũng quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Chị Tư. Vương Băng Ngưng tỉnh lại, nhưng không phải do sợ quá, mà là do ngủ đủ rồi tỉnh, dường như chuyện Vân Thiên Thần Quân và Lục Vân là một người cũng không có gì quá lạ. À! Vương Băng Ngưng mở mắt ra, nhìn thấy Lục Vân gần trong gang tấc, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, cũng may cô kịp thời che miệng lại. Cô nhận có gì đó không ổn. Đây không phải là phòng của cô. Cô mộng du hả? Thật sự rất kỳ quái, trước giờ cô chưa từng mộng du lần nào, nhưng nếu không phải vì mộng du thì làm sao giải thích được chuyện gì đang xảy ra đây? Vương Băng Ngưng sững sờ một lúc, lắng lặng vén chăn lên, nhìn thoáng qua bên trong hai má lập tức nóng bừng, chỉ thấy áo ngủ của cô sộc sạch, đôi chân ngọc lộ ra ngoài áo ngủ cũng quấn quanh người Lục Vân. A hát, quá xấu hổ rồi, hy vọng tối qua cô không đánh thức tiểu Lục Vân. Vương Băng Ngưng thật cẩn thận bò ra khỏi giường. Sau đó nhẹ nhàng nhón đôi bàn chân tinh xảo rời khỏi phòng Lục Vân. Cho dù tối hôm qua là mộng du hay thế nào mà cô tiến vào phòng tiểu Lục Vân cũng nhất định không được để cho chị cả biết chuyện này, nếu không, cuối cùng cô sẽ giống chị ba, bị chị cả ép ở chung một phòng, đến bây giờ vẫn chưa được ra. Ngay sau khi Vương Băng Ngưng nghĩ chuyện mình rời khỏi phòng này không ai hay biết thì Lục Vân đã mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. Chuyện này cũng như một bài học. Sau này nhất định phải khóa chặt cửa, không được để chị Tư lẻn vào nữa. Khó chịu. Lục Vân trằn trọc một lúc, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, hẳn lại nghĩ đến bộ dáng của Vương Băng Ngưng tối qua, mấu chốt là cô ấy vẫn luôn ngủ không ngon giấc, nhích đi nhích lại xong đôi tay nhỏ bé kia còn thích lần mò lung tung. Như thế CMN làm sao có thể ngủ nữa. Lục Vân không còn cách nào khác đành ngồi dậy, mắt khô khốc nhìn chăm chăm vào phía trước. Cho đến khi nghe thấy tiếng mấy chị em vọng tới từ ngoài phòng khách hẳn mới mở cửa đi ra. Đúng lúc này, Vương Băng Ngưng cũng từ trong phòng đi ra, vừa xoa xoa mái tóc bồng bềnh của mình, vừa nói tối hôm qua ngủ ngon thật, vừa mở mắt đã là rạng sáng. Này, tiểu Lục Vân, em cũng vừa dậy à? Dậy rồi. Tôi mẹ nó còn chưa được ngủ đó. Lục Vân vô cùng ủy khuất, nhưng vẫn giả vờ dụi mắt nói, em cũng vậy, ngủ thẳng đến sáng. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà em vừa dậy đã ê ẩm hết cả người, tay chân nhức mỏi, có lẽ là bị ma đè nhỉ. Vương Băng Ngưng trái lòng nói, có lẽ là vậy. Nói xong, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn thấy bộ dáng của cô, Lục Vân thâm hừ một tiếng, chị Tư, kỹ năng diễn xuất của chị cũng không tệ đâu. Trong lúc ăn sáng, Vương Băng Ngưng dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra tối hôm qua, nói, ai, mấy ngày nay trở về thật sự rất vui. Thật là không nỡ rời đi mà.
Lục Vân kinh ngạc hỏi, chị Tư, chị định đi nữa? Là công việc, chị không thể không đi được, ngày mai chị phải đi nước ngoài. Lần này vì em mà chị đã gác lại hết công việc trên tay để quay về, em có cảm động không? Ha ha, cảm động lắm. Tối hôm qua còn cảm động hơn nữa. Đúng rồi chị, em nghe chị Khuynh Thành nói, chị ra nước ngoài điều tra vụ bắt cóc của quốc vương Cát Cát, sao? Lâu như vậy Vân không có kết quả. Không phải do quốc vương Cát Cát xảo quyệt sao? Vương Băng ngưng thè lưỡi không nói tiếp, nhưng trong mắt hiện lên một tia lo lắng thoáng qua. Chuyện chị Tư muốn điều tra tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lục Vân nói, chị Tư, chị đừng rời đi được không, em có chút không nỡ xa chị. Tiểu Lục Vân, chị cũng không đành lòng xa em, nhưng chị vẫn còn nhiệm vụ trên người, em yên tâm, chị chỉ đi một tháng, rất nhanh sẽ trở về. Vương Băng ngưng sờ đầu Lục Vân, trông giống rất ra dáng một người chị gái. Lục Vân nghĩ một lúc rồi nói, chị Tư, đợi một chút, em có bùa bình an này cho chị. Hắn đi vào phòng, khi đi ra tay Ha đã cầm một phiến đá hình tròn, đó là một trong những mắt ý niệm pháp trận lúc trước, trên đầu phiến đá có đục một lỗ nhỏ, dùng một sợi dây màu đỏ xuyên qua, vừa vặn có thể đeo lên cổ. Đó là những dòng suy nghĩ được khắc lúc đâu. Cái bùa hộ mệnh này, chỉ cần chị cầm nó gọi tên em, may mà sẽ đến. Vương Băng ngưng nói, cái bùa hộ mệnh này cũng quá xấu rồi đó. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn lấy đeo lên cổ vì đây là món quà đầu tiên mà Lục Vân tặng cô. Lục Vân đã làm tổng cộng 7 lá bùa bình an, mỗi chị gái một lá. Bây giờ còn mỗi chị năm và chị sáu là chưa nhận được vì hắn chưa gặp được hai người. Người thú vị nhất chính là chị 7, Lạc Ly. Trong suốt 3 ngày ở nhà, cô đề phòng Lục Vân mọi lúc mọi nơi. Lúc nào, cũng mang hẳn là đồ khốn, nói hẳn có ác ý và câu nói đồ khốn. Tránh xa cô gái này ra dường như đã trở thành câu cửa miệng của cô. Có vẻ như việc bị ném xuống hồ vào ngày hôm đó đã khiến cô có oán hận sâu sắc với Lục Vân. Vì thế khi Lục Vân đưa lá bùa bình an cho Lạc Ly, cô đã rất cảnh giác và thề rằng sẽ không bao giờ đeo thứ mà hẳn đưa cho. Thế nhưng vào ngày trở lại Vũ Minh, cô lại lặng lẽ mang lá bùa bình an theo người. Thật dễ thương. Nguyên lý của lá bùa bình an nằm trong pháp trận ý niệm. Chỉ cần các chị gái đọc tên của Lục Vân thì hắn có thể cảm nhận được sơ qua vị trí và tình hình xung quanh bọn họ. Nếu như gặp nguy hiểm thì hắn có thể lao tới đó ngay lập tức. Thế nhưng đáng tiếc là thực lực hiện tại của Lục Vân không đủ. Nếu không thì hắn có thể khách một hình kiếm nhỏ bên trong lá bùa bình an bởi vì như thế sẽ đảm bảo an toàn cho các chị gái tốt hơn. Thôi đành cải thiện sau vậy. Vương Băng Ninh nói lá bùa bình an xấu nhưng cô vẫn vui vẻ đeo nó vào cổ. Hôm nay Lục Vân đi cùng với Vương Băng Ninh cả ngày. Hai người cùng nhau đi tới Giang Thành, hôm sau Lục Vân tiễn cô tới sân bay tỉnh. Lục Vân đã tới căn cứ Vũ Minh ở Giang Nam và thành công tới ngục tối nhờ có thiên sát lệnh. Thần quân điện hạ, khi nhìn thấy Lục Vân, Hứa Thuần lập tức quỳ xuống đất vì sợ hãi. Sau khi rời khỏi Hùng Gia vào đêm hôm đó, ông ta đã vội vã đến căn cứ Vũ Minh ngay trong đêm để chuộc tội. Bởi vì ông ta biết rằng một khi đã đắc tội Vân Thiên Thần Quân thì cho dù có chạy trốn đến tận cùng trời cuối đất cũng vô dụng. Lục Vân nói, Hứa Thuần, bây giờ tôi sẽ cho ông một cơ hội để chuộc tội, đó là bảo vệ chị Tư của tôi, nhưng ông không được phép làm phiền chị ấy. Cho đến khi chị ấy trở về nhà bình an, tôi sẽ trả lại tự do cho ông. Mặc dù Lục Vân không phải là thành viên của hệ thống Vũ Minh nhưng hẳn vẫn có quyền miễn giảm hình phạt cho Hứa Thuần. Sau khi nghe xong, Hứa Thuần đã bật khóc vì biết ơn, tôi sẵn sàng cống hiến hết mình vì thần quân cho đến khi tôi chết. Sau khi Lục Vân ra mệnh lệnh xong, hắn lặng lẽ rời khỏi Vũ Minh. Sau đó, hắn tới Thẩm gia. Đúng lúc này, Thẩm Tĩnh Nghỉ đang ở nhà. Khi nhìn thấy Lục Vân, cô ta vui mừng nói, Lục Thần Y, hiệu trưởng trường chúng tôi đã đồng ý mời anh đến dạy. Có điều, thầy ấy muốn gặp anh trước. Lục Vân gật đầu nói, được, đúng lúc tôi đang rảnh. Thế là hai người tới Đại học Giang Nam. Đây là lần đầu tiên Lục Vân tới trường đại học, có vẻ như sinh viên xung quanh cũng gần bằng tuổi hắn, hơn nhau. Cũng không quá 2-3 tuổi. Nếu như không xảy ra trận hỏa hoạn năm đó thì hiện giờ có lẽ Lục Vân đang học đại học. Khi tiễn Vương Băng Ninh tới sân bay vào sáng nay, Lục Vân cũng đã đề cập tới chuyện sẽ giảng dạy một số kiến thức trung y tại Đại học Giang Nam. Vương Băng Ninh đã nói với Ha, cuộc sống ở đại học rất tuyệt.
Tiểu Lục Vân, em nên tới đó trải nghiệm thử một lần đi. Lục Vân muốn xem cuộc sống sinh viên đại học này có thực sự tốt như vậy không? Văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng của Đại học Giang Nam tên là Lý Vệ Bình. Khi nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghi, ông ta rất lịch sự. Đùa à? Ông ta có thể không lịch sự ư? Thẩm Tĩnh Nghi là con gái của Thẩm gia, nói trắng ra là con nhà giàu muốn trải nghiệm cuộc sống, còn việc làm giảng viên chỉ là sở thích của Thẩm Tĩnh Nghi mà thôi. Một ngày nào đó không còn hứng thú nữa, cô ta sẽ trở về nhà và thừa kế tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ của gia đình. Vì thế khi Thẩm Tĩnh Nghi nộp đơn xin phép trường mở thêm lớp học về trung y, Lý Vệ Bình đã lập tức chấp thuận. Mặt khác, trung y là tinh hoa của đất nước nên Lý Vệ Bình cũng cho rằng người trẻ tuổi đương thời nên tìm hiểu thêm về trung y của Long Quốc. Về phần giáo viên, Thẩm Tĩnh Nghi nói rằng cô ta muốn giới thiệu một người, đó là thần y của Giang Thành. Thần y Giang Thành. Nghe vậy, Lý Vệ Bình vô cùng phấn khích, ông ta cũng đã từng nghe nói về vị thần y này. Nếu như vị thần y đó thực sự muốn đến dạy học thì đó nhất định là một niềm vinh dự cho Đại học Giang Nam. Thẩm Tĩnh Nghi cười giới thiệu, hiệu trưởng, đây là Lục Thần Y. Lục Thần Y. Lý Vệ Bình nhìn Lục Vân, ánh mắt của ông ta hơi thay đổi. Khi ở Giang Thành, ông ta đã từng nghe nói về vị thần y này và cũng biết hắn còn rất trẻ. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy lại vượt xa dự liệu của Lý Vệ Bình. Mặc dù Lý Vệ Bình không xuất thân từ lĩnh vực trung y nhưng ông ta cũng nắm được tình hình về lĩnh vực này. Những người có thể gọi là thần y nhất định đều là cao thủ cấp quốc gia. Cái gọi là trẻ tuổi, trên thực tế 40 tuổi đã được coi là rất trẻ rồi. Lúc đầu, Lý Vệ Bình còn tưởng Lục Vân ở độ tuổi 40 nhưng khi nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy, ông ta rất sốc. Thần y mới 20 tuổi thôi ư. Ông ta nghe nói ngay cả Dư Hồng Văn, bậc thầy về trung y đã tôn sùng vị thần y Giang Thành này làm thầy của mình. Chẳng lẽ người đó chính là người thanh niên trước, mặt này. Lý Vệ Bình biết rằng không có lý nào Thẩm Tĩnh Nghỉ lại nói dối ông ta nhưng điều đó thật quá khó tin. Dù sao gần đây ông ta cũng cảm thấy không được khỏe, vậy coi như nhân cơ hội này kiểm tra vị thần y Giang Thành xem sao. Xem cậu ta có thực sự đủ khả năng gánh cái danh thần y này hay không. Vì thế, Lý Vệ Bình nói, Lục thần y, thật ra mấy ngày nay tôi cảm thấy không được khỏe. Không biết cậu có thể khám cho tôi hay không. Cách làm của ông ta rất thông minh. Vừa không đắc tội Lục Vân mà lại còn có thể khảo nghiệm trình độ của hắn. Suy cho cùng người làm thầy cũng phải có trách nhiệm với học trò của mình. Đương nhiên Lục Vân nhìn thấu suy nghĩ của Lý Vệ Bình nhưng hắn không chỉ ra mà chỉ cười nói, được, hiệu trưởng Lý. Ông hãy đặt tay lên bàn để tôi bắt mạch cho ông. Lý Vệ Bình làm theo. Lục Vân bắt mạch cho Lý Vệ Bình một lúc, không hỏi gì. Hắn suy nghĩ một hồi rồi trả lời, can thận âm hư gây rối loạn các khí trong. Gần đây, chắc hẳn hiệu trưởng Lý cảm thấy chán chọc, ngủ không yên, thậm chí đầu còn sưng đau, đặc biệt là hai bên thái dương đúng không? Lý Vệ Bình bị sốc. Bởi vì thông thường khi bệnh nhân tìm đến bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân có gì khó chịu trong khi bắt mạch. Đồng thời, bác sĩ cũng phải quan sát lưỡi của bệnh nhân, bla bla. Để chẩn đoán toàn diện, đó chính là cái gọi là nhìn, nghe và hỏi. Toàn bộ đều phải thực hiện, không thể thiếu bất cứ bước. Nào, thế nhưng vừa rồi Lục Vân không hỏi gì mà hắn chỉ yên lặng bắt mạch cho Lý Vệ Bình, sau đó giải thích nguyên nhân và triệu chứng. Điều quan trọng nhất chính là tất cả các triệu chứng mà hắn nói đến đều ăn khớp. Vì thế, Lý Vệ Bình hoàn toàn tôn trọng vị thần y trẻ tuổi trước mặt. Dù sao ông ta cũng đã làm đến mức này nên đương nhiên ông ta cũng hy vọng bệnh của mình sẽ sớm được chữa khỏi. Ông ta nói, Lục thần y, bệnh này của tôi là sao? Lục Vân hiểu ý của ông ta, hẳn nói, không thành vấn đề, tôi sẽ kê cho ông một đơn thuốc cộng trừ sao gồm thiên ma, cầu đắng ẩm. Ông chỉ cần mang đơn tới tiệm thuốc bác gần đó để lấy thuốc mang về nấu uống là được. Sao là thêm bớt liều lượng thuốc tùy theo tình trạng bệnh và triệu chứng. Ôi chao, cảm ơn thần y. Lý Vệ Bình cảm kích nhưng Thẩm Tĩnh Nghỉ ở bên cạnh không quên nhắc nhở, hiệu trưởng, hy vọng ngài đừng quên mục đích chúng ta mời Lục thần y tới đây. Hắn tới đây không phải là để chữa bệnh cho ngài. Trong ánh mắt cô gái tràn ngập ý cười và hạnh phúc khi thấy biểu hiện bị thuyết phục của Lý Vệ Bình trước Lục Vân. Đúng đúng đúng, không nên quên việc chính. Tôi đã đặc biệt phê duyệt một chứng chỉ dành riêng cho cậu nên từ giờ trở đi, cậu có thể tự do ra vào khuôn viên trường Đại học Giang Nam và giảng dạy cho sinh viên của trường.
Lý Vệ Bình giải thích tất cả mọi thứ cho Lục Vân. Lục Vân đáp lại từng lời một, cuối cùng khi hắn định rời đi, Lý Vệ Bình mới nhớ ra và nói, Lục Thần Y, xem trí nhớ của tôi này, vì quá phấn khích mà tôi quên mất điều quan trọng nhất. Có chuyện gì vậy? Lục Vân khó hiểu hỏi. Đương nhiên là về tiền lương rồi. Trong lòng Lý Vệ Bình cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Hai bên nói chuyện lâu như vậy mà lại quên mất chuyện lương bổng, đây không phải là vấn đề đáng được quan tâm nhất hay sao? Lục Vân khoát tay nói, thôi bỏ đi, tôi không có hứng thú với tiền. Sau khi Lý Vệ Bình sửng sốt một hồi, ông ta không thể không bày tỏ sự kính trọng đối với Lục Vân, Lục Thần Y thật sự là người tài đức và lương thiện, cậu chính là hình mẫu mà tôi hướng đến. Tuy nhiên cả Lục Vân và Thẩm Tĩnh Nghỉ đều đã rời khỏi văn phòng nên không nghe thấy lời nói của ông ta. Trên đường đi, Thẩm Tĩnh Nghi không giấu được nụ cười. Lục Vân tò mò hỏi, cô Thẩm, có chuyện gì mà vui vậy? Không có gì, chỉ tự nhiên cảm thấy vui mà thôi. Đúng rồi, Lục Thần Y, sau này đừng gọi tôi là cô Thẩm nữa. Nghe có chút kỳ quái, anh cứ gọi tôi là Tĩnh Nghi là được. Lục Vân suy nghĩ một chút rồi nói, không thành vấn đề. Mặc dù một tuần chỉ có hai tiết nhưng dù sao chúng ta cũng được coi là đồng nghiệp. Sau này cô cũng cứ gọi tôi bằng tên là được. Thẩm Tĩnh Nghi gật đầu rồi nhẹ nhàng thì thầm, Lục Vân. Gọi như vậy có chút không quen. Có điều dù sao đây cũng là một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Cô ta tin rằng chỉ cần thêm thời gian thì nhất định có thể gọi nhau thân mật hơn. Trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi như nở hoa, cô Thẩm. Trong khi hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một người đàn ông cường tráng mặc đồng phục bóng rổ xuất hiện trước mặt họ và nhiệt tình chào hỏi với Thẩm Tĩnh Nghi. Người đàn ông này tên là Dương Quân, là giáo viên dạy thể dục. Anh ta đã từng theo đuổi Thẩm Tĩnh Nghi, tại sao lại nói là đã từng? Bởi vì kể từ khi Mã Trạch xuất hiện và nói Thẩm Tĩnh Nghi là người phụ nữ của anh ta thì bất cứ người đàn ông nào đến gần Thẩm Tĩnh Nghi đều bị coi là chống đối Mã Trạch. Mã Trạch lại là con trai của ông vua thế giới ngầm Mã Tam gia và cũng là thiếu gia của Hắc Long hội nên Dương Quân làm sao dám đắc tội với anh ta. Không chỉ Dương Quân mà còn có nhiều giáo viên nam khác tại Đại học Giang Nam cũng từng bày tỏ tình cảm với Thẩm Tĩnh Nghi. Dù sao Thẩm Tĩnh Nghi cũng là mỹ nữ chân dài, hơn nữa cô ta còn là con gái của Thẩm gia. Nếu như cô ta không đến giảng dạy tại Đại học Giang Nam vì hứng thú thì những giáo viên nam như bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với một người như vậy. Đây chính là thiên nga trắng mà. Nếu như có ai có thể hạ gục được con thiên nga trắng này thì chẳng khác nào một bước lên mây. Cho dù chỉ làm con rể của Thẩm gia thôi, bọn họ cũng mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng đáng tiếc là Thẩm Tĩnh Nghỉ vô cùng kiêu ngạo nên cô ta coi thường những giáo viên nam như bọn họ. Cộng thêm sự xuất hiện sau đó của Mã Trạch, bọn họ càng không dám mơ tưởng đến Thẩm Tĩnh Nghi. Cả Dương Quân cũng vậy. Vì thế, chẳng qua lần này anh ta tình cờ Thẩm Tĩnh Nghi và chào hỏi thôi. Vì lễ phép nên Thẩm Tĩnh Nghi cũng đáp lại lời chào của Dương Quân. Hai bên cứ như vậy lướt qua nhau nhưng đột nhiên Dương Quân hỏi thêm, cô Thẩm, đây là sinh viên của cô sao? Thấy Lục Vân còn trẻ, anh ta tưởng rằng hắn là sinh viên trong lớp của Thẩm Tĩnh Nghi. Vốn dĩ Thẩm Tĩnh Nghỉ không định trả lời nhưng cô ta sợ Lục Vân phiền lòng nên đành nói, Lục Vân không phải là sinh viên của tôi. Kể từ bây giờ, anh ấy sẽ trở thành đồng nghiệp của chúng ta. Đồng nghiệp, ánh mắt của Dương Quân đột nhiên đóng băng. Câu trả lời này là lời hồi đáp cho câu Lục Vân là sinh viên của Thẩm Tĩnh Nghi. Nếu như chỉ là quan hệ thầy trò thì còn có thể hiểu là hai người đi cùng nhau, Thẩm Tĩnh Nghi hướng dẫn cho Lục Vân nhưng nếu như là đồng nghiệp thì lại là chuyện lớn rồi. Dương Quân muốn hỏi xem Lục Vân dạy môn gì nhưng lại thấy cả hai đang đi cạnh nhau. Và những gì anh ta trông thấy tiếp theo lại khiến cho khuôn mặt anh ta tối sầm lại. Anh ta trông thấy hai người ngày càng gần nhau hơn, thậm chí cánh tay còn dính vào nhau. Quan trọng nhất là Thẩm Tĩnh Nghỉ chủ động tới gần, thỉnh thoảng cô ta còn dùng ngón tay khế véo vào ống tay của Lục Vân rồi còn khẽ lách lắc vài lần trông giống như một cô gái nhỏ đang làm nũng. Thằng nhãi chết tiệt! Chúng ta không dám lại gần người phụ nữ của Mã thiếu gia. Còn mày thì hay rồi, nhân lúc chúng ta nhường đường thì mày lại nhân cơ hội xông vào hưởng lợi. Dương Quân rời khỏi Đại học Giang Nam với vẻ ghen tị. Hắc Long hội được thành lập bởi Mã Tam gia, có thể nói đây là thế lực ngầm lớn nhất ở Giang Nam. Sau khi Dương Quân rời khỏi Đại học Giang Nam, anh ta vội vã tới Hắc Long hội chỉ để thông báo cho Mã Trạch. Thằng nhãi chết tiệt!
dám nhân cơ hội lẻn vào à? Để xem Mã thiếu gia xử trí mày thế nào. Dương Quân cười khẩy trong lòng. Khi Mã Trạch biết tin, anh ta im lặng một hồi rồi nói với Dương Quân, anh làm rất tốt. Nếu như sau này anh gặp phải bất kỳ rắc rối nào, Hắc Long hội chúng tôi nhất định sẽ giải quyết giúp anh. Cảm ơn Mã thiếu gia. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Dương Quân lại khác. Phản ứng của Mã thiếu gia có gì đó không đúng. Trước đây Dương Quân cũng từng đến báo tin một lần, người đàn ông tiếp cận Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng khốn khổ. Chỉ trong một ngày mà chân tay đứt đoạn. Theo như dự đoán của Dương Quân, lẽ ra khi Mã Trạch hay tin, anh ta sẽ lập tức đứng dậy đi cùng với một nhóm Hắc Long hội lao đến cổng trường Đại học Giang Nam chặn Lục Vân lại. Thế nhưng lần này Mã Trạch lại không làm gì cả, thậm chí còn có chút do dự. Đương nhiên là Dương Quân không hề biết rằng Mã Trạch đã từ bỏ Thẩm Tĩnh Nghi từ lâu. Vì dù sao cũng là do Thẩm Tĩnh Nghi mà anh ta đã động đến một người vô cùng đáng sợ khiến cho ba anh ta mất đi một cánh tay. Anh ta làm gì còn cái gan đi khiêu khích Thẩm Tĩnh Nghi nữa chứ? Lý do tại sao Mã Trạch lại nói với Dương Quân rằng anh ta làm rất tốt là vì Mã Trạch có ý tưởng khác. Mặc dù anh ta không còn tơ tưởng đến Thẩm Tĩnh Nghi nữa nhưng ba anh ta, Mã Tam gia đã nói rằng nếu như sau này còn gặp lại tu luyện giả đó nữa thì phải tôn trọng hắn. Cho dù có phải là một con chó bên cạnh hẳn thì cũng là một niềm vinh dự. Hơn nữa, Thẩm Tĩnh Nghi lại còn rất thân thiết với tu luyện giả đó nữa. Hôm nay, lại có một người đàn ông không biết sống chết tới gần Thẩm Tĩnh Nghi. Điều đó cũng có nghĩa là đào góc tường của tu luyện giả kia. Nếu như đem tin tức này báo cáo, cho tu luyện giả kia thì cũng tính là một thành tựu lớn. Tu luyện giả đó chính là Lục Vân. Vì thế, Mã Trạch vội vã quay lại để thảo luận vấn đề này với ba mình là Mã Tam gia. Sau khi nghe xong, Mã Tam gia cũng nghĩ rằng đây là một cơ hội. Ông ta đã muốn trở thành một con chó của Lục Vân từ lâu rồi. Cho nên ông ta đã vất vả đi tìm thông tin liên lạc của Lục Vân và gọi điện thoại cho hắn, tiền bối, là tôi, Tiểu Mã đây. Ông ta không dám xưng mình là Mã Tam gia trước mặt Lục Vân mà chỉ dám xưng là Tiểu Mã. Mã Tam gia. Lục Vân sửng sốt một hồi, sau đó nói với giọng điệu kỳ lạ, tại sao ông lại có số của tôi? Tôi xin số từ Triệu Lôi. Xin lỗi vì đã gọi điện thoại cho tiên bối đột ngột như thế này. Mã Tam gia cung kính nói. Có gì nói đi. Tiên bối à, chuyện là như vậy. Hôm nay tôi ngoài ý muốn phát hiện ra được một chuyện, đó chính là có một tên không có mắt dám lại gần người phụ nữ của tiền bối. Người phụ nữ của tôi. Lục Vân tự hỏi, chẳng lẽ có con rồi nào dám le ve xung quanh các chị gái. Thấy hẳn nghỉ ngờ. Mã Tam gia cho rằng Lục Vân có quá nhiều phụ nữ nên nhất thời không biết đó là ai, ông ta lập tức nói, đó là con gái của Thẩm gia, Thẩm Tĩnh Nghi. Thẩm Tĩnh Nghi. Lục Vân liếc nhìn cô gái bên cạnh với vẻ kỳ quái, hẳn lập. Tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên lập tức giả vờ cả giận nói, ai? Rốt cuộc là thứ mù quáng nào dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của tôi? Nghe nói là giảng viên mới đến Đại học Giang Nam, thật là to gan. Đáng tiếc là hiện giờ tôi đang không ở tỉnh, mau đánh cho tên đó một trận nhừ tử để hắn ta biết thế nào là lợi hại. Được, tiền bối cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến tiền bối hài lòng. Mã Tam gia cúp điện thoại với nụ cười hạnh phúc trên môi. Ha ha, đây là cơ hội tốt để bày tỏ lòng thành với Lục tiền bối. Mình nhất định phải đích thân đánh cái thứ thiển cận đó một trận mới được. Mã Tam gia rất hào hứng và đích thân chuẩn bị ra ngoài. Tất nhiên là Dương Quân chịu trách nhiệm dẫn đường. Lúc đầu khi Dương Quân nói tin tức với Mã Trạch thì thấy anh ta không có phản ứng lớn nào nên Dương Quân cứ tưởng mình không thể dạy cho Lục Vân một bài học. Làm sao anh ta biết được đích thân Mã Tam gia ra mặt? Mã Tam gia là người như thế nào chứ? Vua của thế lực ngầm ở Giang Nam là một võ tu giả. Hừ, thằng nhãi, đừng trách tao độc ác, muốn trách cũng chỉ có thể trách mày không có mắt, dám động đến người đáng sợ như vậy. Ha ha, với chuyện mình làm ngày hôm nay, chắc chắn Mã thiếu gia sẽ cho rằng mình là người có trình độ, tiền đồ của mình chắc chắn sẽ rộng mở. Tâm trạng của Dương Quân có thể nói là giống với Mã Tam gia. Ngoại trừ việc anh ta muốn thể hiện trước mặt Mã Trạch, còn Mã Tam gia thì lại muốn thể hiện trước mặt Lục Vân. Bên này, sắc mặt Thẩm Tĩnh Nghi đỏ bừng nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười. Bạn trai tương lai của mình thật thú vị, để người khác đến đánh. Sau này ở bên cạnh một người như vậy có lẽ sẽ không bao nhàm chán đâu nhỉ.
khi Lục Vân đang nghe điện thoại, Thẩm Tĩnh Nghi đang đứng bên cạnh nhưng cô ta không phát ra âm thanh. Tất nhiên là cô ta nghe rõ nội dung cuộc điện thoại. Đặc biệt là câu nói tên nào có mắt như mù, dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của tôi, của Lục Vân khiến cho Thẩm Tĩnh Nghi rất vui lòng. Cô ta thực sự hy vọng những gì Lục Vân nói là sự thật. Càng nghĩ lại càng thấy vui, càng nghĩ lại càng thấy đỏ mặt, đôi chân dài miên man mềm nhũn. Thẩm Tĩnh Nghi nắm lấy cánh tay Lục Vân và nói với khuôn mặt đỏ bừng, nếu như anh muốn diễn thì cần phải đóng vai thực tế một chút. Lục Vân nhìn cô ta đầy ẩn ý, nhếch mép cười nói, còn tôi thì đang nghĩ cô nhân cơ hội diễn xuất mà muốn thành thật đúng không? Mặt của Thẩm Tĩnh Nghi lại càng đỏ hơn. Sau khi bị Lục Vân nói trúng, cô ta vô cùng thẹn thùng. Ngay khi cô ta định buông tay ra, đột nhiên cô ta cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình. Như cô đã nói, muốn diễn như thật thì cần phải hành động thực tế. Mặt của Thẩm Tĩnh Nghi đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi rồi. Lúc hai người rời khỏi cổng trường, Lục Vân còn cố ý dẫn Thẩm Tĩnh Nghi đi vài vòng quanh trường để đối phương chặn bọn họ ngoài cổng trường. Tuy có thẹn thùng nhưng Thẩm Tĩnh Nghi căn bản không hề có ý chống cự. Cùng lắm là cô ta giả bộ dè dặt chút, chứ trong lòng thật ra mong chờ Lục Vân có hành động táo bạo hơn một chút. Lại nói phụ nữ đúng là một giống loài kỳ lạ, trước mặt người mình không thích thì kiêu ngạo như thiên nga trắng nhưng khi đứng trước người mình thích, chỉ mong đối phương có hành động mạnh bạo hơn một chút. Hai người đi cạnh nhau giống như một đôi tình nhân trẻ. Một lúc sau, rốt cuộc cũng có một nhóm người chạy tới cổng trường, Dương Quân là người dẫn đường. Anh ta sợ trong lúc đi báo tin thì người đã rời khỏi khuôn viên trường. Từ xa đã thấy hai người đi với nhau, Dương Quân lập tức vô cùng hưng phấn. Xem ra anh ta tới vô cùng đúng lúc, vừa kịp lúc chặn đối phương ở ngay cổng trường. Có lẽ đây là ý trời. Tam gia, Mã thiếu gia, hai người mau nhìn xem. Tôi nói không sai mà, thằng nhãi kia đúng là không thành thật, tay của hắn còn đang. Khi nhìn thấy Lục Vân chạm vào eo của Thẩm Tĩnh Nghi, đôi mắt của Dương Quân đỏ ngầu vì ghen tị. Mẹ kiếp, thằng nhãi chết tiệt, bỏ ngay cái móng heo kia ran. Đôi mắt của Dương Quân như muốn bùng cháy tới nơi. Khi nào mà một người trở nên ghen tuông như vậy? Chính là khi thực lực của người đó không chênh lệch nhiều so với mình hoặc thậm chí cho rằng thực lực của người đó yếu hơn mình nhưng người đó lại dễ dàng có được thứ mà mình không có được cho nên mới sinh ra ghen tị. Nhưng nếu như thực lực của người đó và mình chênh lệch quá lớn, người đó đạt được thứ mà mình mơ ước thì cùng lắm bản thân sẽ chỉ cảm thấy chua xót, trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục vì người đó có bản lĩnh hơn mình. Dương Quân là người có tâm lý như vậy. Mã Trạch tốt hơn anh ta nên nếu như Mã Trạch có được Thẩm Tĩnh Nghi thì anh ta sẽ coi như đó là điều hiển nhiên và không có gì phải phàn nàn. Thế nhưng nếu như đó là Lục Vân thì lại khác. Theo quan điểm của Dương Quân, Lục Vân chỉ là một đồng nghiệp mới. Ngoại trừ đẹp trai ra, hắn không có gì đặc biệt. Vì thế khi nhìn thấy Lục Vân và Thẩm Tĩnh Nghi đi cùng nhau, anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho nên Dương Quân rất tích cực. Anh ta lập tức đi đến trước mặt Lục Vân và nói với giọng điệu hung hăng, cái thứ chết tiệt, mày mau bỏ móng heo ra khỏi người của cô Thẩm ngay. Lục Vân nhìn anh ta với vẻ giễu cợt, đang không biết vì sao tin tức truyền đi nhanh thế. Hóa ra là có kẻ bị đau mắt đỏ đi báo cáo. Hẳn không những không bỏ tay ra mà còn dùng sức bóp nhẹ một chút khiến cho Thẩm Tĩnh Nghi xấu hổ đỏ bừng mặt. Thằng khốn, mày muốn chết hả? Ngọn lửa ghen tị trong cơ thể Dương Quân như làm nổ tung lồng ngực anh ta tới nơi. Anh ta không thể nhịn được mà quay đầu lại nói với Mã Tam gia, thằng nhãi này không nghe lời, đồng nghĩa với việc không coi ngài ra gì. Anh ta cho rằng sự tích cực của mình sẽ để lại ấn tượng tốt với Mã Tam gia và Mã Trạch. Và khi nhìn thấy Mã Tam gia sải bước về phía này, Dương Quân càng thêm tự đắc, thằng nhãi kia, mày có biết mày đang khiêu khích ai không? Mày chết chắc rồi, ha ha. Bốp, Dương Quân đang cười đắc thẳng thì bị tát bốp một phát vào mặt. Lúc này, anh ta cảm thấy chân mình như rời khỏi mặt đất, đầu óc choáng váng rồi ngã xuống đất. Xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Mã Tam gia bị làm sao vậy? Cánh tay của ông ta bị gãy chứ mắt có vấn đề gì đâu. Ở khoảng cách gần như vậy, làm sao ông ta có thể phạm sai lầm được? Một bên má của Dương Quân sưng to, chiếc răng bị gãy không biết rơi ở đâu nhưng đầu óc của anh ta lại càng rối bời hơn. Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Anh ta trông thấy Mã Tam gia cung kính đi tới trước mặt Lục Vân, cúi người nói, tiền bối, tôi thực sự xin lỗi.
thật không ngờ giảng viên mới của Đại học Giang Nam lại là ngài. Mã Tam gia chửi thầm trong lòng, vị tu luyện giả này thật xảo quyệt. Nói chuyện qua điện thoại như thật, còn tưởng tên nào có mắt không chồng dám tới gần cô Thẩm nữa. Mã Trạch cũng vô cùng sợ hãi. Mã Tam gia nói, tiền bối, tôi nên làm gì với con chó dám xúc phạm ngài? Ngài có muốn tôi ném cậu ta xuống sông làm mồi cho cá ăn không? Nghe xong, Dương Quân vô cùng sợ hãi. Làm sao mà anh ta biết được lai lịch của Lục Vân lớn đến mức ngay cả Mã Tam gia cũng phải cung kính trước mặt hẳn. Thảo nào Mã Trạch không hề có phản ứng gì lớn khi nghe về. Chuyện của Thẩm Tĩnh Nghi, hóa ra là có một người còn mạnh hơn cả anh ta đã để mắt đến Thẩm Tĩnh Nghi. Đúng là tâng bốc không đúng chỗ, Dương Quân hối hận thì đã quá muộn. Lục Vân cười tủm tỉm nói, chỉ là bệnh đau mắt đỏ thôi, không đến mức phải chết đâu, tha mạng cho người ta đi. Vốn dĩ chỉ là một trò đùa của Lục Vân, không cần thiết phải lấy mạng người khác chỉ vì lòng ghen tị của họ. Lục Vân không phải là một bạo chúa. Tuân lệnh, Mã Tam gia sải bước tới chỗ Dương Quân, dùng một tay nhấc anh ta tới trước mặt Lục Vân và nói, mày đã nghe thấy chưa? Lục tiền bối là người có trái tim nhân hậu, tiền bối đã nói tha mạng cho mày, còn không mau cảm ơn tiền bối đi. Cảm tạ ngài Lục đã không giết tôi, cảm tạ ngài Lục đã không giết tôi. Dương Quân vội dập đầu, đáy quần ướt sũng. Vì bản thân suýt chút nữa đã mất mạng. Mã Tam gia hừ lạnh một tiếng nói, cả đời tao ghét nhất là phải nghe những chuyện vặt vãnh. Lúc trước khi nghe anh ta báo cáo tin tức, rõ ràng là ông rất cao hứng, sao bây giờ lại chán ghét. Thế giới của người già thật khó hiểu. Dương Quân giàu đến phát khóc. Sau khi dạy cho Dương Quân một bài học, Mã Tam gia suy nghĩ một hồi rồi đưa thứ gì đó bằng cả hai tay cho Lục Vân, tiền bối. Đây là lệnh bài của Hắc Long Hội, là đại diện cho quyền lực cao nhất của hội chúng ta. Hy vọng tiền bối hãy nhận lấy nó. Hắc Long lệnh. Lục Vân nhìn thấy thứ mà Mã Tam gia trình lên bằng hai tay thì lập tức không vui, sụ mặt nghiêm trang nói, Mã Tam gia, ông có ý gì, tôi là người đứng đắn, ông làm vậy không phải đang ăn mòn linh hồn tôi sao? Mã Tam gia lăn lộn trong thế giới ngầm, Hắc Long Hội chính là bang phái ông ta sáng lập, hiện giờ ông giao Hắc Long lệnh đại diện cho quyền lực tối cao của bang phái cho Lục Vân, còn không phải đang kéo Lục Vân xuống nước sao? Về sau nếu để người ta thấy, còn tưởng rằng Lục Vân cũng là xã hội đen. Mã Tam gia thấy Lục Vân không vui thì suýt tè ra quần, vội giải thích, tiền bối, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi giao. Hắc Long lệnh cho ngài không có ý khác, chỉ vì giúp ngài tránh đi một ít xung đột không cần thiết mà thôi. Hắc Long hội có đông đảo thế lực chỉ nhánh. Giữa họ cũng không hòa thuận mấy, nhưng nếu phe nào không có mắt nhảy ra mạo phạm Lục Vân thì Mã Tam gia thật sự có một vạn cái mạng cũng không đủ đền tội. Nhưng có Hắc Long lệnh rồi thì khác, chỉ cần về sau Lục Vân gặp phiền phức, cứ lấy Hắc Long lệnh ra thì đám người trong Hắc Long hội không dám tiếp tục trêu chọc Lục Vân, có thể tránh đi rất nhiều phiền phức. Nghe Mã Tam gia giải thích một hồi, Lục Vân cảm thấy cũng khá có lý. Trên người hẳn có một thiên sát lệnh. Nhưng người trong thế tục không mấy ai biết được thiên sát lệnh, đặc biệt là ở tỉnh Giang Nam, phỏng chừng trừ Võ Minh ra thì thiên sát lệnh chỉ là một lệnh bài vô dụng. Hắc Long lệnh thì khác, ở tỉnh Giang Nam không ai không biết Hắc Long hội, không người ai biết Mã Tam gia, cho nên cầm khối lệnh bài này thật sự có thể giải quyết không ít phiền phức. Mặc kệ có dùng tới hay không, cầm lấy cũng tốt hơn không có. Lục Vân ngẫm nghĩ một hồi rồi duỗi tay nhận lấy Hắc Long lệnh. Nói ẩm Hắc Long lệnh không có nghĩa là tôi là người của Hắc Long hội, giống như ông đã nói, có lệnh bài này thì có thể tránh đi rất nhiều xung đột không cần thiết. Tôi hiểu, tôi hiểu. Trên trán Mã Tam gia ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Ông ta giao Hắc Long lệnh cho Lục Vân chủ yếu là vì suy xét cho bản thân, một mặt là lo lắng người phía dưới lỗ mãng, đụng chạm đến Lục Vân, mặt khác cũng không muốn làm mình thiệt thòi. Bằng không mỗi lần xung đột thì mình phải vội vàng qua xin lỗi, vậy thì mệt mỏi biết chừng nào. Vị tiền bối tu luyện giả này vừa nhìn là biết không phải người an phận. Hai người đi vào Thẩm gia. Thẩm Kim Hoa nhiệt tình đón Lục Vân đi vào, tự cho là kín đáo mà nháy mắt với Thẩm Tĩnh Nghi. Thẩm Tĩnh Nghi lập tức hiểu ý ông ta, nhoẻn miệng cười nói với Lục Vân, đi đường chảy mồ hôi nhiều quá, tôi đi tắm rửa một cái nha. Lục Vân, nơi này là nhà cô. Cô muốn tắm thì tắm đi, nói như vậy có cảm giác như cô đang cố ý dụ dỗ tôi. Lục Vân liếc một cái đã vạch trần được tâm tư của Thẩm Tĩnh Nghi.
Thẩm Kim Hoa cầm một chuỗi chìa khóa giao cho Lục Vân, cười nói, Lục Thần Y, ta biết trong thời gian tiếp theo cậu muốn truyền bá tri thức trung y ở Đại học Giang Nam, lên lớp xong là đến tối, cho nên đã thuê trước cho cậu một căn phòng ở chung cư Liễu Giang, đồ dùng sinh hoạt cũng đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi tề. Căn phòng ông ta thuê cho Lục Vân là phòng 502 lầu 3 chung cư Liễu Giang, mà 501 chính là phòng của Thẩm Tĩnh Nghĩ. Hầu hết thời gian Thẩm Tĩnh Nghĩ đều sẽ về nhà, nhưng đôi khi trễ quá cô sẽ ở lại chung cư Liễu Giang gần trường. Thẩm Kim Hoa làm như vậy có ý đồ rất rõ ràng. Đương nhiên ông ta hy vọng hai người có càng nhiều cơ hội ở chung một mình, tốt nhất là đi tới bước ngủ chung một phòng. Lục Vân lại kinh ngạc hỏi, Thẩm tiên sinh, sao ông biết chương trình học của tôi là vào buổi tối? Mỗi tuần Lục Vân có hai tiết giảng bài, lần lượt là ở thứ ba và thứ năm, đều là 7 giờ đến 9 giờ tối, dù sao cũng là lớp tự chọn trung y, không có khả năng chiếm dụng thời gian đi học. Bình thường của sinh viên. Hơn nữa Đại học Giang Nam không có chuyên ngành y học, đương nhiên Lục Vân không có khả năng soạn chương trình học của mình trở thành bài chuyên ngành, sẽ không giảng giải quá chi tiết, nhiều lắm là tuyên dương một ít tư duy trung y, để người trẻ tuổi biết trung y Long Quốc rất mạnh, bồi dưỡng hứng thú đối với trung y. Khụ khụ, cái này là Tĩnh Nghi nói cho tôi. Thẩm Kim Hoa xấu hổ ho khan nói, ông ta không có khả năng nói cho Lục Vân, đề nghị sắp xếp chương trình của hẳn vào buổi tối là mình nói với Lý Vệ Bình. Sao Lục Vân có thể không rõ tâm tư của ông ta, cũng lười vạch trần mà nhận lấy chùm chìa khóa rồi nói, được rồi, nếu ông đã thuê phòng rồi thì tôi vào ở thử xem L. Hắn có chiếc xe đạp của mình, cho dù lên lớp xong chạy về Giang Thành cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nhận lấy chìa khóa cũng không phải chuyện xấu gì, lỡ ngày nào đó thật sự về quá muộn thì sợ sẽ quấy rầy các chị gái nghỉ ngơi. Thẩm Kim Hoa thấy Lục Vân nhận lấy chìa khóa thì mừng rỡ. Thật ra ông ta đã sớm giao chìa khóa dự phòng cho Thẩm Tĩnh Nghi, vậy Thẩm Tĩnh Nghi có thể làm bộ không cẩn thận tiến vào Lục Vân phòng, sau đó, ha ha. Thẩm Kim Hoa cười lớn và nói, ha ha, Lục Thần Y, sau buổi đấu giá từ thiện ngày đó, chúng ta đã thật lâu không ngồi xuống uống rượu, nếu không hôm nay uống chút đi. Nếu Thẩm tiên sinh có nhã hứng như vậy, vậy tôi từ chối thì thất lễ quá. Lục Vân gật gật đầu. Thẩm Kim Hoa xoay người lấy ra một chai rượu mạnh cao độ, hình như có ý định chuốc say Lục Vân. Lục Vân lại nghĩ đến Thẩm Tĩnh Nghi đi tắm rửa, lập tức phản ứng lại, bọn họ đang chơi trò gạo nấu thành cơm. Lục Vân cảm thấy buồn cười, quyết định trêu hai cha con này, vì thế Thẩm Kim Hoa kính bao nhiêu rượu thì hẳn uống bấy nhiêu, không bao lâu sau đã làm bộ choáng váng nằm xuống bàn. Thẩm Kim Hoa cảm khái nói, Lục Thần Y uống không giỏi gì cả, xem ra hôm nay không trở về được, ai? Đây là tiếng thở dài sao, rõ ràng là tiếng kèn vui sướng đại diện cho thắng lợi. Lục Vân úp đầu trên bàn trà, hơi nghiêng đầu thoáng nhìn bên cạnh, lập tức sốc ngang, một đôi chân dài vừa trắng vừa mượt suýt làm mù mắt chó của hắn. Thẩm Tĩnh Nghi tắm rửa xong thì mặc một bộ váy ngủ mỏng manh mát lạnh, dáng người rất tuyệt, chiều cao hơn 1m7, đôi chân dài chẳng nõn láng mịn, bởi vì vừa đi ra từ phòng tắm nên trên đôi chân ấy còn có hơi nước mờ mịt bốc. Lên! Lờ mờ mà cực kỳ mê người, có thể nói là làm Lục Vân nhìn đến no mắt. Chỉ nghe Thẩm Tĩnh Nghỉ nói cha, chúng ta làm như vậy có đê tiện quá không, lỡ Lục Vân tỉnh lại cảm thấy chúng ta đang tính kế anh ấy thì không vui làm sao đây. Cái gì mà tính kế, rõ ràng là Lục Thần Y tự uống say, mơ màng hồ đồ chạy vào phòng con mà. Thẩm Kim Hoa sửa đúng lại. Thẩm Tĩnh Nghi lập tức không nói gì nữa. Hai cha con loay hoay một hồi. Cuối cùng cũng lôi Lục Vân tới phòng. Lục Vân không cần nhìn cũng biết đây tuyệt đối là phòng của Thẩm Tĩnh Nghị, bởi vì hắn vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương con gái thấm vào ruột gan. Thẩm Kim Hoa nói, khà khà, con gái, kế tiếp giao cho con. Nói xong ông ta lập tức rời khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, nhìn như đầu trộm đuôi cướp. Lục Vân nhắm mắt nằm trên giường, cười lạnh trong lòng, Thẩm Tĩnh Nghi, xem cô làm như thế nào. Một phút trôi qua, không có động tĩnh. Hai phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Ba phút trôi qua. Lục Vân sốt ruột, cô mau ra tay đi chứ, như vậy làm tôi rất dày vò có biết không? Lại trôi qua một phút, Lục Vân muốn mở mắt trộm ngắm một cái, rốt cuộc cũng nghe thấy Thẩm Tĩnh Nghi nói. Lục Vân, thật ra em không muốn dùng cách này để có được anh, nhưng những cô gái bên cạnh anh thật sự quá ưu tú, em sợ. Cô sợ thì mau cởi đi chứ. Lục Vân hận không thể nhảy dựng lên lột đồ Thẩm Tĩnh Nghi ra,
sốt ruột chết người ta mà. Rốt cuộc Lục Vân nghe thấy một loạt tiếng sột sột soạt soạt, hẳn lén hí mắt ra xem thì chỉ thấy Thẩm Tĩnh Nghi đang đưa lưng về phía mình, váy ngủ trên người đã được cởi ra. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước xõa trên đôi vai ngọc, tấm lưng tinh tế thon thả có da thịt bóng loáng tinh tế, dưới eo liễu là đồi núi tròn trịa. Lục Vân nuốt nuốt nước miếng, đã chuẩn bị sẵn sàng khi Thẩm Tĩnh Nghi cho gậy vào động thì sẽ nhảy dựng lên vạch chân cô. Nhưng Thẩm Tĩnh Nghi lại không làm như vậy. Sau khi cởi váy ngủ ra, cô ngơ người một hồi rồi lại mặc vào, nhẹ giọng nói bên tai Lục Vân, em hy vọng sẽ trở thành bạn gái của anh trước, sau đó chúng ta lại làm chuyện này, mà không phải sử dụng thủ đoạn để ép anh chịu trách nhiệm. Nói xong thì cô ôm Lục Vân đi ngủ. Lục Vân nhìn không được cảm thán trong lòng, cô gái này vẫn rất lương thiện. Một đêm trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, ánh mắt Thẩm Kim Hoa nhìn Lục Vân đã thay đổi, trở nên rất mờ ám. Trong mắt ông ta, con gái mình nhất định đã làm tới bước kia với Lục Vân, bởi vì không có người đàn ông nào chịu được dụ dỗ dưới tình huống như vậy. Nhưng Thẩm Tĩnh Nghi lại nói với ông ta rằng, đêm qua Lục Vân uống quá say, căn bản không có năng lực kia, cho nên không xảy ra chuyện gì cả. Nói cách khác chính là, không đưa vào được. Đương nhiên đây chỉ là lý do thoái thác của Thẩm Tĩnh Nghi, Thẩm Kim Hoa nghe xong thì kêu to đáng tiếc. Vốn dĩ có thể mượn cơ hội này khoe khoang thành quả với người đàn bà nói không giữ lời Khương Lam kia, hiện tại xem ra chỉ có thể nhịn một chút. Thẩm Kim Hoa lo lắng con gái mình tủi thân, còn an ủi cô rằng, không sao, về sau có rất nhiều cơ hội, may mà cha đã có làm phương án 2, cha đã thuê một căn phòng ở chung cư Liễu Giang cho Lục Thần Y, về sau hai người ở kế bên nhau, sẽ có rất nhiều cơ. Thẩm Tĩnh Nghi yên lặng gật đầu. Hôm nay là chủ nhật. Cách khóa học đầu tiên của Lục Vân còn 2 ngày, cho nên hắn cưỡi xe đạp về Giang Thành trước một chuyến, ai ngờ vừa đến đã bị Liễu Yên Nhi bắt lại. Cái mũi của Liễu Yên Nhi nhạy như con cẩu, bắt lấy Lục Vân ép hỏi, đêm qua vì sao em không trở về? Lục Vân chột dạ nói, không phải đưa chị Tư đi sân bay sao, đưa xong thì đi dạo ở tỉnh thành, đột nhiên thấy mệt nên tìm nơi nghỉ ngơi một chút. Vậy em nói cho chị biết sao trên người em lại có mùi phụ nữ? Lại tới nữa. Lục Vân nói, là chị Tư. Nói dối, nếu em còn không thành thật khai báo thì chị sẽ nói chuyện này cho chị cả, để chị cả đến dạy dỗ em Liễu Yên Nhi uy hiếp. Được rồi, chị Yên Nhi quá lợi hại, chuyện gì cũng không thể gạt được chị. Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải kể lại chuyện xảy ra đêm qua ở Thẩm gia, trong lòng cảm thán, chị Yên Nhi thật là chướng ngại vật trên con đường tán gái của mình. Lỡ sau này em không tìm thấy bạn gái thì chỉ có chịu trách nhiệm không? Phụt, nghe Lục Vân miêu tả xong, Liễu Yên Nhi không những không tức giận, ngược còn cười khúc khích và nói, tiểu Lục Vân, chị phát hiện em chẳng manly chút nào cả, tới mức đó rồi mà còn có thể nhịn xuống. Hơn nữa nếu em không chuẩn bị làm như vậy thì vì sao lại cố ý chơi xấu, giả say nhìn hết thân thể của con gái nhà người ta? Liễu Yên Nhi nghĩ lại những chuyện mình và Lục Vân từng trải qua. Đột nhiên sinh ra chút đồng cảm với Thẩm Tĩnh Nghi. Lục Vân cực kỳ buồn bực, còn không phải do vô danh, thần công làm hại, nếu không ăn được thì em nhìn một chút không được sao. Liễu Yên Nhi cười xong thì cảm thấy không thể vui vẻ một mình được, vì thế nói, chuyện thú vị thì đương nhiên không thể để một mình chị vui thôi, chị sẽ đi tìm chị cả, để chị ấy cùng vui luôn. Nói xong, cô chuẩn bị đi tìm Diệp Khuynh Thành, Lục Vân lập tức sốt ruột. Nếu chị Khuynh Thành biết chuyện này thì phỏng chừng không phải đơn giản là cùng vui, mà là muốn nhéo đứt luôn lỗ tai hẳn. Chị Yên Nhi, người chị tốt của em ơi, chị tạm tha cho em đi. Không được, chỉ phải đi nói cho chị cả, để chị em, tránh sau này em đi gây tai họa cho con gái người ta. Lục Vân lập tức cảm giác càng vô tội, sao lại thành em gây tai họa cho con gái người ta, rõ ràng em mới là người bị hại. Đêm qua vô danh thần công em tu luyện nhiều năm suýt đã bị phá công. Chị Yên Nhi, em giúp chị tu luyện. Lục Vân đành dùng đòn sát thủ. Liễu Yên Nhi quả nhiên dừng bước, khóe miệng đỏ tươi quyến rũ hiện ra một nụ cười đắc ý. Cô nói, em nói sớm một chút không phải được rồi sao? Mau, chúng ta lên giường đi, đã chờ không kịp rồi. Cô vừa chạy vừa tự cởi quần áo, thật sự quá tự giác. Vì thế nửa giờ sau, Lục Vân lại nâng mông Liễu Yên Nhi vọt vào phòng tắm. Cái gì chứng đáng chết này? Hạnh Lâm Đường. Tê Thương Lan hoàn toàn bị sốc. Ông ta đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ kỳ lạ điều trị vết thương ở chân của ông ta, là thiên tài trăm năm khó gặp.
Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì, lúc đầu khi Lâm Thanh Đàn châm cứu cho Tê Thương Lan, kỹ thuật châm cứu của cô rất lạ, khiến Tê Thương Lan luôn lo lắng không biết chiếc chân gãy này có bị Lâm Thanh Đàn làm gãy thành trăm mảnh nữa hay không. Nhưng chỉ hai ngày trôi qua, Lâm Thanh Đàn dường như là một người hoàn toàn khác, kỹ thuật châm cứu đã vô cùng thành thạo, khi chiếc kim nhỏ được xoay tròn giữa hai ngón tay, nó nhanh đến mức gần như chỉ để lại tàn ảnh, chứ đừng nói đến mây trôi nước chảy gì nữa. Tê Thương Lan cũng có thể cảm nhận rõ ràng đôi chân của mình đã bắt đầu có cảm giác lại. Đây quả thực là kỳ tích. Tê Thương Lan không thể không hỏi, cô Lâm, hai ngày trước không phải cô đang giả vờ chứ, có phải Lục Thần Y cố ý yêu cầu cô trừng phạt tôi, cho nên cô giả vờ không rành việc, nhưng trên thực tế, cô đã luyện tập thuật châm cứu này rất nhiều lần. Đôi chân của ông ta đã được rất nhiều đại sư chữa trị, có thể nói sau một thời gian dài bệnh tật ông ta gần như đã trở thành một lương y. Bây giờ ồn ta chỉ cần xem qua một chút là có thể biết được trình độ châm cứu tốt như thế nào. Đoán chừng trình độ của Lâm Thanh Đàn chắc chắn cao hơn những bậc thầy châm cứu khác, chắc hẳn đã phải nỗ lực trau dồi trong hàng thập kỷ. Vì vậy, Tê Thương Lan mới nghi ngờ. Sau khi Dư Hồng Văn nghe xong, hừ lạnh một tiếng nói, họ Tê kia, ông không biết thiên tài là cái gì sao? Nếu chưa từng gặp qua thiên tài, thì nói chuyện gì là không thể, Lâm tiểu thư của chúng ta là lợi hại nhất. Bất luận bộ châm cứu nào đưa cho cô ấy, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ thuần thục. Sử dụng. Ánh mắt ông ta lạnh lùng, bộ dáng tức giận như con cá nóc, bụng phình to, rõ ràng là ôm hận. Tê Thương Lan không thèm tranh luận với ông ta. Lâm Thanh Đàn mỉm cười, khiêm tốn nói, không, tài năng của tôi chỉ ở mức trung bình thôi, còn kém em trai tôi nhiều lắm. Y thuật của Lục Thần Y, rốt cuộc sẽ nghịch thiên chứ cỡ nào chứ? Tê Thương Lan thở dài trong lòng. Lâm Thanh Đàn tiếp tục nói, những ngày này tôi cũng phải cảm ơn ông Tê, nếu ông không tình nguyện làm người để tôi thí nghiệm châm cứu, tôi sẽ không học được bộ châm cứu này nhanh như vậy. Bộ châm pháp này tương đối khó, nếu như chỉ luyện tập trên mô hình giả thì chắc chắn không thể nhanh bằng trên người thật. Khi Tê Thương Lan nghe vậy thì cảm thấy sao mình không nghĩ ra có chỗ nào đáng tự hào hết vậy. Nhưng mà, ông ấy rất tích cực xách ống quần lên cao, nói, đây này, cô Lâm. Cô muốn luyện tập bao nhiêu cũng được. Lâm Thanh Đàn mỉm cười, trong giới y học chúng tôi cần những người có nhiệt tình cống hiến như ông Tề đây, đây là động lực để hậu bối chúng tôi phát triển ngành y nhanh chóng. Cống hiến cái rằm. Sư Hồng Văn ở bên cạnh nghe vậy lập tức không vui, trong lòng thầm mắng, tên họ Tê này không hề cống hiến, rõ ràng đã đắc tội sư phụ, tự giác đến đây chịu phạt thì có, lại còn nhiệt tình cống hiến gì nữa, đồ không biết xấu hổ. Hơn nữa, cô Lâm, cô cũng tính là hậu bối à? Với trình độ châm cứu và với thiên phú y học của cô, thậm chí đến tôi còn phải quỳ xuống gọi cô một tiếng sư mẫu. Vị đại sư trung y của chúng tôi có ý kiến rất tuyệt vời. Sau khi giúp Tê Thương Lan châm cứu, Lâm Thanh Đàn lại đến phòng châm cứu để giúp những bệnh nhân khác châm cứu. Đúng lúc Lục Vân đến Hạnh Lâm Đường, Tê Thương Lan không nhịn được mà khen ngợi một lần nữa. Lục thần y, chị hai của ngài, thực sự là thần y. Trong một y quán nhỏ ở một thành phố như Giang Thành này lại có thể xuất hiện tận hai vị thần y, chuyện này mà truyền ra ngoài làm sao người ta có thể tin được. Lục Vân nói, tôi đã nói với ông, tôi hứa sẽ chữa lành vết thương ở chân cho ông, bây giờ ông tin chưa? Rồi, bây giờ Tê Thương Lan muốn bao nhiêu tôn kính với Lục Vân thì có bấy nhiêu tôn kính. Lục Vân nhìn Lâm Thanh Đàn trong phòng châm cứu, cười hỏi, chị hai, cảm giác được gọi là thần y như thế nào? Chúng ta làm thầy thuốc, vui vẻ nhất là có thể nhìn xem bệnh nhân khỏi bệnh, được người bệnh tán dương, đối với chúng ta chính là khẳng định lớn nhất, cái gì thần y với không thần y, đều là hư danh cả. Tuy rằng Lâm Thanh Đàm nói vậy, nhưng khóe miệng rõ ràng không giấu được ý cười. Chẳng phải cái danh thần y chính là sự khẳng định lớn nhất của bệnh nhân đối với trình độ y học của bản thân sao? Nhìn thấy chị hai vui vẻ, Lục Vân tự nhiên cũng vui vẻ theo. Hẳn vốn đã biết với thiên phú của chị hai, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người đứng đầu thánh thủ trung y ở Long Quốc. Phải nói là trình độ châm cứu hiện tại của chị hai cũng đủ chen chân vào hàng top. Nhưng chị hai còn trẻ như vậy, muốn nhận được sự tán dương của những lão trung y, đó không phải là chuyện dễ dàng. Lục Vân lắc đầu, nhưng cũng rất nhanh đã bỏ chuyện này xuống. Như Lâm Thanh Đàn đã nói, chỉ cần nhận được sự đồng tình của bệnh nhân là đủ. Được gọi thần y hay cao thủ gì cũng chỉ là hư danh mà thôi. Rời khỏi phòng châm cứu. Trở lại đại sảnh,
Tề Thương Lan còn chưa rời đi, đám người Tê Minh vẫn đứng bên cạnh, cũng không dám có chút bất kính nào với Lục Vân. Sư Hồng Văn nhìn bọn họ như vậy không quen, nói, họ, Tê kia, hôm nay các người đã châm cứu xong, còn ở lại đây làm gì nữa, đừng đứng đây làm chướng mắt sư phụ Tê. Lão già này, chưa bao giờ cho mình chút mặt mũi nào. Tê Thương Lan thật sự muốn đánh ông ta một trận, nhưng kìm lại được, nhìn Lục Vân, nói, Lục sư phụ, tôi mạo. Muội hỏi ngài một câu, tại sao ngài không đi khiêu chiến bảng tông sư? Bảng tông sư này là do Võ Minh thành lập, là một sự công nhận đối với hóa cảnh tông sư, chỉ cần đến Võ Minh tham gia đánh giá và vượt qua các cửa ải, Võ Minh sẽ căn cứ vào kết quả khảo hạch để tiến hành xếp hạng. Nếu có ý định, thậm chí có thể đến Võ Minh để xin việc. Bởi vì, phần lớn hóa cảnh tông sư đều là bá chủ một phương, chỉ cần dựa vào danh hào tông sư đã đủ để bọn họ hưởng đãi ngộ tốt. Bọn họ cũng không thích để địa vị hạn chế bản thân. Giống như chị bảy của Lục Vân, Lạc Ly, kể từ khi trở thành minh chủ Võ Minh Hoa Trung cô ấy đã quá bận rộn, thậm chí cô ấy không còn có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Tự do và thoải mái. Phải nói là, bình thường thì họ vẫn có thể hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất, vậy thì tại sao họ phải lao vào mấy vị trí cấp cao đó để hạn chế bản thân, vậy không khác nào tự đưa cổ mình vào trong chứ? Trừ người có ý muốn được thực thi công lý thật mạnh mẽ. Từ đó sự tồn tại của bảng tông sư chẳng khác nào đội mũ vinh quang cho những hóa cảnh tông sư, họ không những được hưởng đãi ngộ đặc biệt mà còn không phải gánh vác trách nhiệm duy trì trật tự trong giới võ lâm. Quan trọng nhất là, Võ Minh sẽ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ đối với những nhân vật đã từng leo lên bảng tông sư, chỉ cần bình thường họ không làm gì quá đáng là được. Vì vậy, những hóa cảnh tông sư có thể không nhất thiết phải phục vụ trong Võ Minh. Nhưng hầu hết bọn họ sẽ mạnh mẽ thử sức ở bảng tông sư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.